như cái này vô gấu già dùm đi, vô những khách quan 75.000 gấu già. Rồi hello mọi người, trời ơi xuất sắc lắm luôn á mấy chị ơi. Hôm nay hàng mới lắm, em nói thiệt với mấy chị luôn là toàn mấy ốc kiểu đẹp thôi mấy chị. Mà ốc kiểu thì đợt này đó mấy chị biết rồi, cực kỳ là hiếm luôn ha. Và ai cũng thích mua ốc kiểu hết á. Nhưng mà đợt này đừng có lô này về là rất nhiều ốc kiểu luôn. Rồi mất tình yêu và share like cho em nha. Rồi mấy tình yêu vào xa like cho em luôn mấy chị. Chu cha ơi, bữa nay đồ mà nó tinh lung linh luôn á mấy bà nha. Chị còn xếp ngố xong mi tên lỡ không? Còn luôn, còn mẫu mới về luôn nha bà nha. Chứ hồi trưa thì bán hết rồi. Rồi mấy tình yêu vào xa like nhanh tay giùm em Nhi luôn mọi người nha. Ôi xuất sắc luôn á. Tối nay em nói là một đêm siêu phẩm luôn á mấy chị, thật sự một đêm rất nhiều siêu phẩm luôn nha mọi người nha. Áo đồ đẹp không ạ, và áo kiểu không thôi. Rồi mấy tình yêu vào xe like nhanh tay giùm em Nhi với nha, nhanh lên luôn mấy chị ơi. Mấy chị ơi, trời ơi đầu like bán một cái em này mặc cái màu đỏ vô cho nó may mắn, đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thiệt với mấy chị luôn, nhìn cái chất áo nè, không mê là không lấy tiền luôn á mấy chị nha. Coi giản đẹp giả mang luôn. Có em có một sơ mi hôm bữa luôn, mới về đại thêm nữa nè. Rồi mấy tình yêu vào sai like nhanh tay giùm em nha. Hôm nay nhiều siêu phẩm đẹp lắm, áo thì chỉ có mê thôi. Ôi trời ơi, cái phông áo đó mấy chị mặc vô này đã chưa, chắc là chắc body phái giùm em nha mấy chị ha. Và hàng của nó là hàng túi chip đây, đẹp lắm mấy chị. 65.000 một áo mà em nói nó xuất sắc luôn. Một câu là em nói hiểu cái gì tuyệt vời luôn á. Rồi mã vàng cho em luôn nha mấy chị ha. Vàng 65 này, đỏ đang mang số 5 ha. Màu đen bô zip loại 1 cho mấy chị, không nhăn, không xù, không sệ, chắc hàng sọt mình shop luôn. Rồi màu trắng nè mấy chị ơi. Màu xanh nè, màu nu nè. Trời ơi, trời ơi, áo này đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự luôn. Đẹp giả mang. Mấy chị nhìn cái tem, cái mát nữa nè. Ôi nè, xuất sắc chưa. Áo này mà 65.000 một áo nha mấy chị ha. Form này là form vừa, em để mang tới rúng nè. Áo này để mang tới rúng nha mấy chị, không quá ngắn và cũng không quá dài. Form này là form vừa dùm em Nhi mang tới rúng nha mọi người nha. 65.000 một áo, không chốt thì em nói mấy chị ngắt ngay. Hôm nay nó về màu khác hay sao, em không biết có xanh không nữa. Có xanh thì chị chừa nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Riêng cái áo bô rip này nè, em nói thiệt với mấy chị luôn là một câu, không nhăn, không xù, không sệ, tuyệt vời luôn. Đỏ số 5 luôn mấy chị, danh đặng ghé này. Trời ơi cái màu nu này yêu quá. Màu nu mấy chị, trời ơi màu xanh bơ, đẹp giả mang, siêu trắng da luôn. Màu trắng huyền thoại nha mọi người nha. Một em màu đen và một em màu vàng cho em luôn. Màu nào cũng đẹp mấy chị, màu nào cũng đẹp hết trơn luôn nha. Trời ơi nhìn chắc vải nè. Chỉ có một câu là mê thôi mấy chị. Phôm vừa mang tới rúng nha mọi người. Coi giãn kem Nhi luôn. Trời ơi nó đẹp lắm luôn, thật sự một câu rất chi là đẹp luôn. Rồi một đen luôn cho chị Huỳnh Tiết, đẹp giả mang lắm mấy chị ơi. Chắc này em nói thiệt, em cho mấy chị đánh mấy giặt luôn, không xù cũng nhăn cũng xệ luôn á. Rồi đen cho em, đen trắng 65.000. Ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn, 65 mấy chị, màu nào cũng đẹp. Chị mới nhìn cái bịch này xịn mịn chưa. Chân váy có nha. Trời ơi màu vàng nè. Em nhận đồ đẹp quá, cảm ơn chị Phan Ngoan nha.
Trời ơi, ai lấy vài chút vàng giùm em luôn, 65 ngàn. Mấy tình yêu và tương tác share like cho em Nhi đi ạ. Hôm nay là một đêm siêu phẩm. Ra lấy cho Nhi một áo mắt kính như này nè. Nhìn cái mắt kính rồi lấy mắt kính. Rồi bơ, bơ liền cho em luôn. Trời đẹp lắm mấy chị, một câu em ấy. Riêng cái áo này á là siêu xuất sắc, siêu đẹp luôn mà lại bền mà lại rẻ nữa, 65 ngàn. Nha. Rồi chị nào lấy bơ chốt bơ. Ai thích màu vàng chốt liền cho em luôn, màu vàng siêu trắng nha. Rồi chị nào thích trắng thì chốt trắng. Đó, rồi nu. Xuất sắc luôn. Cái ri ở ngoài đó bệnh, cái đường ngoài cùng luôn nè. Rồi, hai bơ luôn cho Thùy Văn ghé lấy. Đó cái gì đó, trắng luôn á. Rồi, hai bơ luôn cho Thùy Văn, cỡ xuất sắc, một đỏ luôn chị Phan Ngoan. Cứ cái cục đó cho chị đi. Đỏ cho Phan Ngoan, ok chị lên lại số đi tình yêu ơi, đẹp quá. Áo này xuất sắc luôn, chân váy thì đợi xíu đi bạn ơi. Đó, áo quá có luôn nha. Ai lấy trắng chút trắng giùm em mấy chị, 65 ngàn nè. Bơ 65 ngàn mấy chị. Nu 65 ngàn, cái này phong vừa mang tới rúng giùm em. Bô rip đẹp với chị, em cam kết cái này bô rip đội 1. Rồi vàng cho em luôn 65. Thêm mấy chị một em màu đen nè. Mua đồ bên chị chắc phải đẹp ok lắm. Cảm ơn chị Huỳnh Tiến nha. Lan Huỳnh lựa thêm đi chị ơi, mai em gửi đơn luôn. Rồi đen cho em luôn 65, áo này tuyệt vời luôn á. Phan Ngoan lên số đi chị ơi. Nhìn cái vết chắc vải em nói thiệt chứ mấy chị, đáng đồng tiền. Từ cái tem này, từ cái túi này, cái tới chắc vải áo ha. Xuất sắc mã này luôn, 65 ngàn một áo mấy chị ơi, nhanh tay giùm em luôn. Đẹp lắm. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Nguyễn Hiền nha. Rồi đen 65 nè. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc. Màu màu bơ này, màu trắng này, màu nu, màu vàng và màu đỏ nha. Chị em nào lấy áo thằng Mai thì chốt liền cho em luôn. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Áo đang mang giả mang luôn á, chị nào lấy thì nhanh tay chốt liền cho em Nhi nha. Rồi có một ly áo khoác với chị, áo khoác sọ một ly duy nhất thôi. Nô luôn nha chị, diễn người nha. 65 gán nè. Rồi lên với chị luôn một ly áo khoác, mẫu này áo khoác này em Nhi có đúng một ly thôi. Cái chị nhanh tay nha, chốt có là không hết á. Rồi này chốt giùm em luôn là sọc trắng với chị 65 ngàn. Ô quỳnh, 69 ngàn. Trời ơi vải mấy chị không mê thì em nói thì em đi bằng đầu thiệt luôn. Rồi lấy sọc trắng, sọc trắng cho em luôn, có ri một thôi à. Sọc trắng cho em luôn 69 ngàn, dưới 60 kg cho mấy chị, hai dây kéo xịn luôn mấy chị. Rồi lấy sọc trắng cho em luôn, sọc trắng 69, một ri sọc thôi, không có ri thứ hai luôn. Sọc trắng 69 ngàn, dưới 60 kg giùm em nha. Rồi mã sọc trắng đi mấy chị ơi, sọc trắng cho em. Rồi cái này chú giùm em luôn là mã sọc xám. Ai lấy sọc xám chút giùm em luôn, sọc xám 69. Vải đẹp lắm, vải cực kỳ là đẹp luôn nha mấy chị ha. Nè, phơm của nó là may là giờ là dáng cổ, là dáng cổ cao giùm em nha mấy chị ha. Rút dây một cái là ôm sát cổ cho mấy chị luôn. Đấy, 69 ngàn một mã khoác như đang mang. Chất vải là siêu mềm mịn cho mấy chị luôn ha. Mặc dưỡng dêm, dưỡng kem, dưỡng da gì cũng ok hết. Chút liền với chị, xinh xỉu. Rồi, sọc trắng, sọc xám 69 ngàn kèm số hỏi chút đơn cho em luôn. Vải siêu đẹp luôn mọi người ơi, chắc vải mềm mịn lắm, xuất sắc luôn. Sọc xám 69, sọc trắng cho em luôn 69. Hai quần lấy kia 75. Hai quần 75 luôn chị Cẩm Giang. À, 6699 thì ạ. Rồi chị nào lấy khoác nhanh tay giùm em luôn á chị. Sọc xám, sọc xám, sọc trắng giùm em luôn 69 nha một em mới khoác này ha. Vải đẹp giả mang. Sọc xám sọc trắng giùm em luôn 69 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. Sọc xám sọc trắng giùm em luôn 69 ngàn. Ai lấy khoác này chốt giùm em luôn. 40 đến 60 kg mang vừa nha mấy chị nha. 40 đến 60 kg mang vừa. Sọc xám sọc trắng. Đúng rồi, chín chín sao sao. Rồi, sọc xám luôn. TV.
Rồi lên một em siêu phẩm có cổ này cho em luôn á chị. Sọc trắng Thế Nguyễn, sọc xám á chị Chi Trà. Áo này em có ri 1 mà. Ai lấy quá thì chú thêm nha. Sọc xám sọc trắng giùm em luôn, số 9.000 nha mọi người ơi. Rồi lên cho em nhiên luôn một áo có cổ mấy chị ơi, ba xinh tươi. Trời ơi đợt này về có cổ đã đời luôn á. Rồi đen cho em luôn 50 nha mấy chị ha. Áo có cổ mấy chị, bữa trước mấy chị hỏi em quá trời luôn, có hàng luôn á. Rồi trắng cho em luôn 60. Trắng 50, ai lấy trắng 50 chú trắng 50 giùm em ha. Trắng 50. Áo có cổ nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là sọc 50. Ai lấy sọc 50 chú sọc 50 giùm em nha. Ghi số điện thoại coi là nhìn lại có đúng không em. Thế từ hôm qua kia về 4-5 đơn rồi không sai số không. Sọc trắng, sọc trắng luôn ngọc bích. Có combo đợi xíu đi em ơi. Chị cho em xem khoác đen đi chị. Khoác sọc đen hả chị sao? Rồi ai áo có cổ thì chú áo có cổ nha mấy chị nha. Áo cổ siêu đẹp luôn với 50.000 thôi mấy chị. Trời ơi cái sọc đen nè mê. Áo này sọc đen cho em luôn 50 nha. Áo có cổ mấy chị, mang mấy chị mang rất là nhiều. Dễ mang nữa ha. Đó cái form áo như vậy nha mấy chị ha. Bữa nay cái cổ này nó về nó may mẫu mới cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm. Áo cổ này giờ người ta mang rất chi là nhiều luôn. Cái cổ này là cổ mẫu mới đó mấy chị nè. Đó trắng đen cho em luôn 50 nha. Trắng đen luôn cho Phong Lan. Ghi Phong Lan, Phong Lan không thôi, chị không cần ghi giá đâu. Dục qua khách quen chưa. Rồi Thí Nguyễn Gá. Rồi chế nó lấy sọc đen chút, sọc đen nha mấy chị, sọc đen 50 nha. Rồi trắng cho em luôn 50 nè. Rồi đen cho em luôn 50 nha mọi người ơi. Áo có cổ, chị nào lấy thì nhanh tay giùm em nha. Sọc, rồi sọc trắng đen giùm em luôn 50, áo đang mang dưới 55kg giùm em ha. Áo này cái cổ nhìn xinh lắm, nhìn nó lạ mấy chị. Rồi sọc đen 50 đi Diễm Nguyễn Gá. Áo khoác hả chị? Ờ em cho mấy chị coi là áo khoác nè. Áo khoác còn có mấy cái hả, chị nào lấy chốt ha. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Cái này chốt giùm em luôn nè. Sọc xám 69.000 dưới 60kg. Sọc xám em còn 2 cái thôi. Sọc xám cho em luôn 69.000 dưới 60kg nha mấy chị ha. Chút mã sọc xám. Ai lấy sọc xám chút mã sọc xám giùm em luôn 69.000. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt luôn á. Áo khoác này chắc quả nó hơi mềm mịn luôn, mấy chị mang ở nhà dưỡng kem dưỡng da thì cũng rất là ok luôn. Mà đi ngồi nắng á, thì cổ đó là cổ cao mấy chị. Rồi ai lấy sọc trắng chút giùm em luôn mã sọc trắng. Sọc trắng 69.000 dưới 60kg ha. Sọc trắng 69.000 dưới 60kg giùm em nè. Rồi lấy sọc đen chút giùm em luôn mã sọc đen nha, hai màu. 69.000 một áo và dưới 60kg mang vừa giùm em luôn, sọc trắng sọc đen. Trắng 50 hàng 6 lên số luôn chị đẹp ơi. Trắng 50 cho chị Hoàng 6. Ai lấy sọc 50 chút mã sọc 50 giùm em nha. Đen 50 nè, đen huyền thoại dễ mang nè. Rồi ai lấy màu trắng thì chút luôn em luôn là màu trắng 50 nè. Rẻ đẹp quá trời luôn, ở trong là cái áo 50.000 rẻ mấy chị, mang dễ nữa. Rồi đặt hàng lấy số điện thoại luôn giùm em nha mọi người nha. Chốt đơn từ 2 cái giùm em nha mấy chị đẹp. Hoàng 6 lên số đi chị ơi. Rồi lên mấy chị luôn một siêu phẩm ngố sơ mi mấy chị ơi, đẹp chưa, dễ thương quá. Rồi lên cho em luôn mấy chị ngố xanh 92.000 với 57kg nè. Mã này đẹp. Rồi lên cho em luôn mấy chị mã ngố sơ mi. Đẹp chưa, mẫu mới giùm em nha, xuất sắc luôn. Rồi ngố xanh cho em luôn 92.000 với 57kg mấy chị, chút mã ngố xanh 92. Tuyệt vời luôn nha mọi người ơi. Ngố sơ mi bên em bán thì chỉ có tiêu chuẩn thôi. Rồi ngố xanh cho em luôn 92.000 dưới 57kg, chút mã ngố xanh cho em luôn mấy chị. Một áo, một áo sơ mi và một cái quần ngố mà chỉ có 92.000 thôi. Rồi lên cho em luôn ngố hồng 92. Sơ mi là mẫu mới giùm em nha, dễ thương lắm. Rồi ngố hồng 92.000 dưới 57kg, chút mã ngố hồng 92 cho em. Xuất sắc. Một câu cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi ngố hồng cho em luôn 92 dưới 57kg giùm em nha mọi người ha. Chốt mã ngố hồng. Ngố hồng 92.000 dưới 57kg ha. Ngố hồng, ngố xanh nè. Ngố màu trắng nè mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố
ngó dâu đi ha. Màu này mấy chị chốt giùm em luôn ngó dâu nè. Ai lấy ngó dâu chốt giùm em luôn ngó dâu mấy chị 92 ngàn. Ngó dâu cho em luôn 92 ngàn với 57 kg. Mấy chị kèm một quần ngó nữa nè, một áo sơ mi và một cái quần ngố với mấy chị ha, 92. Ai lấy dâu chút dâu giùm em luôn 92. Sơ mi này đẹp quá trời, hồng mấy chị Hoàng, hồng đúng không, hồng hồng Hoàng, ok chị nè. Rồi chị nào lấy dâu chút dâu ngố sơ mi dâu này cho em luôn 92 ngàn, dễ thương lắm mấy chị ơi. Ai lấy dâu chút dâu giùm em luôn 92 ha, dâu 92. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị trắng 92 nè. Rồi ai lấy trắng chút trắng cho em luôn 92 nè. Rồi chị nào lấy rồi thêm một cái sọc đen cho Ngọc Bích nè. Hoàng lên số đi chị ơi, 69 nè. Rồi chị nào lấy ngối trắng chút cho em luôn ngặn bản ngối trắng ha, dễ thương lắm mấy chị, có 92 ngàn thôi. Chế nào lấy thì chốt ha. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn mấy chị, một áo sơ mi, một áo sơ mi và một cái quần đen giùm em. Đó sơ mi này là sơ mi tay lỡ cho em nha mấy chị ha, và kèm một cái và kèm cho mấy chị một cái quần. Đó, nguyên một set ngố như này em như bán có 92 ngàn thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt giùm em nha. Rồi ngố trắng cho em luôn 92 ngàn với 57 kg mấy chị ơi. Ngố trắng 92 ngàn với 57 kg nè. Ngố hồng 92, ngố xanh 92. Rồi ngố màu dâu cho em luôn 92 nha. Hàng là hàng túi chip giùm em luôn, một áo sơ mi và một cái quần ngố chỉ 92 ngàn thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt giùm em luôn ha. Rồi ai lấy ngố nó chốt thêm mấy chị. Rồi, ông Hoàng lên số mấy chị ơi. Cái gì mà bữa nay toàn là khách vô hỏi không vậy, không đặt nữa vậy. Hỏi cái này cái kia không vậy trời. Rồi ai lấy thì chốt giùm em luôn mấy chị nha. Ai lấy ngố đang mang cho ngố đang mang. Rồi lên mấy chị luôn mã khoác này nè. Khoác này là khoác phôm lửng giùm em của hàng cô Tông nha. Có phun lẫn hàng cô Tông giùm em luôn mấy chị, bao xịn mịn luôn nè. Áo sọc đen đang mang 50 chị. Rồi lên cho mấy chị luôn ha cái này. Rồi lên áo khoác này cho em luôn mấy chị, xuất sắc luôn nè. Hồng Hoàng lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, bò. Lên cho em luôn mặc mã khoác bò này giùm em luôn, hàng cô Tông phun lẫn mấy chị 75 ngàn cho em. Hàng này là hàng theo nha mấy chị ha, và đặc biệt là cổ cao. Rồi lên cho em luôn mã bò 75, bò cho em luôn 75 ngàn với 55 kg mấy chị, chút bò 75 cho em ha. Bò 75 mấy chị, đỏ đô 75 này, màu bơ ha, màu bơ 75, màu hồng, màu đen, rồi và màu đậu cho em luôn mấy chị ơi. Bữa nay của Trang lâu nay cả 2 tháng nay là lên 30 ngàn một hộp rồi chị ơi, không có còn 100 ngàn 3-4 hộp đâu. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, bò 75. Bò cho em luôn 75 ngàn mấy chị, dưới 55 kg, rất là xuất sắc luôn. Rồi đậu cho em luôn 75, cái này là khoác lẫn giùm em nha. Khoác lẫn cô Tông mấy chị, không bị xệ vải. Và logo theo giùm em nha. Rồi mã đậu cho em luôn 75. Rồi mã đậu cho em luôn 75 nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, đen 75. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn 75 ngàn mấy chị ha. Áo khoác lửng nha, cô Tông nha. Rồi đen cho em luôn 75, chị nào lấy đen chút đen nè. Đen 75, ai lấy đen chút đen. Rồi lên tiếp giùm em luôn mấy chị, hồng 75. Chị nào lấy hồng chút giùm em luôn, hồng 75 nha mấy chị nha, dưới 55 kg. Hồng 75 ngàn với 55 kg, chút mà hồng 75. Cái này khoác này phôm lửng nha mấy chị nha. Phôm lửng giùm em, mấy chị lưu ý giùm em, phôm lửng. Em có đọc phôm lửng rất là rõ ràng luôn á. Bò 75 kim sinh Nguyễn Ghé. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã bơ. Bơ cho em luôn 75 ngàn với 55 kg mấy chị, chốt bơ. Bơ 75 ngàn dưới 55 kg, lấy bơ chốt bơ. Cái gì? Áo bò
Áo bò màu đen là sao chị? Là bò 75 rồi đen 75 là hai cái hay sao? Rồi lấy bơ chút bơ cho em luôn 75 nè. Rồi bơ cho em luôn 75, mà lấy bơ chút bơ nha. Bơ 75 ngàn dưới 55 ký mấy chị chút bơ 75. Rồi lên cho em Nhi luôn một cái đỏ đô 75 ngàn. Ai lấy đỏ đô chú giùm em luôn đỏ đô 75 nha mọi người nha. Áo khoác đúng đẹp. Áo khoác này phom đẫn giùm em luôn mấy chị, nói chung là vải đẹp lắm. Hiệp bùi ok luôn đen 75. Cho em áo sọc đen rồi chị, sọc đen 50 đúng không? Sọc đen 50 này cho chị Vương Đức nè. Áo khoác chị lấy màu gì chốt lại đi chị. Bò là bò mình. Bò 75 thì chốt bò 75. Rồi ai lấy màu đỏ, đỏ đô thì chốt đỏ đô cho em luôn 75 nha. Màu đang mang là màu bò. Ai lấy bò chốt bò cho em luôn 75 nha. Cái này hàng cô tâm và phun đụng nha mấy chị ha. Rất là dễ mang, cổ đâu cổ cao nè. Đấy. Rồi lấy khoác bò chốt bò giùm em luôn 75. Dưới 55kg giùm em nha mọi người nha. Màu đỏ đô 75 nè. Màu bơ cho em luôn 75. Mấy chị đã lấy bơ chút bơ ha. Màu hồng nè. Màu đậu nè. Rồi 75 ngàn giùm em luôn áo đang mang. Chị nào lấy áo khoác đang mang chút liền cho em luôn. 75 ngàn khoác đang mang nha. Chị nào lấy chốt. Đặt hàng lên luôn số điện thoại giùm em đi chị ơi. Vương Đức có số điện thoại chưa? Có rồi, có ở trên. Vương Đức chị lấy áo khoác gì chị comment nè, em không hiểu luôn á. Áo khoác chị lấy màu gì thì chị chốt lại giùm em đi. Áo khoác chốt gì 2-3 cái gì vậy, không hiểu gì hết. Rồi quần đang mang cho em luôn 75 ngàn. Quần đang mang như là quần form rộng chân váy và đó mấy chị dễ thương lắm, hai bên có túi đế cao nha. Quần hồng cho em luôn 75 ngàn, hai đứa quần hồng chốt quần hồng 75 cho em dễ thương chưa. Quần hồng cho em luôn 75 ngàn nha. Ai lấy quần hồng chút quần hồng cho em luôn 75 ngàn, hai bên có túi đế cao. Quần hồng 75 ngàn, hai bên có túi đế cao giùm em luôn, mã quần hồng đang mang 75. Chị nào lấy chốt nha. Em hỏi là mấy cái. Áo khoác bò đúng không? Bò 75 nè. Cho Vương Đức này đỏ đô 75 cho chị Ngân Tiên nè. Đỏ đô 75 cho Ngân Tiên nè. Hồng 75 cho Hoa Kim lấy số đi em. Hồng 75 cho Hoa Kim nè. Cái màu bơ này mặc lên là siêu rắn da luôn á mấy chị. Lấy bơ chút bơ giùm em nha. Bơ 75 ngàn. Phong đẩn giùm em luôn bơ này siêu rắn da. Rồi lên mấy chị luôn một cái siêu phẩm á. Sơ mi. Sơ mi bữa trước về mà không được chia mấy chị, hôm nay về lại. Trời ơi. Áo khoác màu gì đây chị Phương Đức gì? Áo khoác áo sọc màu đen. Và áo khoác bò 75 luôn nha chị, bò đúng không? Áo khoác màu đen, đen hết đen. Chị lấy khẩu trang nào vậy? Một thôi mà đi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi một cái áo khoác này giùm em luôn, quần đang mang. Còn màu đen màu hồng mà chị. Dạ dạ. Ốc khẩu trang hai hộp 3D thì bóc hai hộp đi chứ giá không khẩu trang không không bỏ đơn đâu. Rồi. 78. Trời ơi sơ mi này đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Nhanh tay giùm em luôn, bữa trước không đủ bán nè. Rồi lên mã sơ mi này cho em luôn á chị, tuyệt vời luôn. Rồi sơ mi cho em luôn á chị 85 ngàn. Hoa Kim lên số điện thoại giúp em chị ơi. Ai lấy sơ mi chút sơ mi giùm em 85 ngàn mấy chị ơi, nó VIP quá luôn, là VIP luôn. Cái này đi lễ thì ơ hay là ha. Em nói thiệt với mấy chị là đi làm công sở công ơ gì á là tuyệt vời hết. Đen ở đâu có đen đâu chị, hết đen rồi. Bây giờ quần đang mang còn hồng thôi. Rồi lên cho em con sơ mi 85 ngàn tuyệt vời. Không chốt quá là mấy chị xỉu liền luôn á. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Lên cho em luôn một áo sơ mi đang mang đến mấy chị bánh mèo tiểu thư. Hàng hot giùm em luôn 85 ngàn một em sơ mi này nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Nó quá đẹp cái siêu phẩm này luôn. Rồi ai lấy sơ mi chút liền đi mấy chị ơi, giả mang đẹp cho mấy chị luôn á. Đợt trước về là em không đủ chia đâu, đợt này em về thêm lại cho mấy chị đó. Nè, nhìn cái chất vải áo mấy chị ha, tay phòng bánh bèo nha, mang vô mấy chị thấy nó sang người không? Dày dặn luôn, mấy chị mang đi làm công sở rất là ok nha, không sợ bị vảy mỏng hay gì đâu. Rồi sơ mi 85 kèm số điện thoại chút đơn cho em đi chị. Sơ mi 85 ngàn kèm số điện thoại chút đơn nha.
Cơm này dưới 60kg mang vừa. 268 hả? Sơ mi đi, trời ơi, em nói một câu, em nói thiệt chứ mấy chị là bán 100-250 vẫn là ok. Nếu mà khách chưa shop mua em bán 100-250 vẫn là ok luôn á. Không phải là giá 85.000 này cho mấy chị đâu. Rất chi là đẹp luôn. Vải dày dặn, mát, đẹp, form đẹp, kiểu đẹp, mẫu hot nữa. Rồi sơ mi 85.000 với 60kg cho em nha. Rồi lên mẫu sơ mi 85 đi mấy chị. Sơ mi 85.000 kèm số họ chút đơn, quá xuất sắc mẫu em siêu phẩm này luôn nha. Ai lấy sơ mi chút sơ mi đi mấy chị. Rồi áo crop top mấy chị nhanh tay giùm em luôn, bôi rip đội 1 ha. Bôi rip đội 1 giùm em luôn. Áo này là form tới rúng nha mấy chị ha, đẹp lắm. Rồi đỏ 65 nè. Rồi đỏ cho em luôn 65 mấy chị ơi. Rồi vàng cho em luôn 65, đẹp quá. Áo này mang tới rúng giùm em nha. Rồi lên cho em luôn là nâu 65 nè mấy chị nè. Rồi trắng, trắng 65 giùm em luôn. Màu bơ, trời ơi bơ siêu trắng da luôn, 65.000 nha. Rồi tiếp tục cho em luôn một em màu đen 65.000. Áo này mang tới rúng giùm em luôn 65.000. Một cái siêu phẩm như thế này, chắc là cam kết mấy chị không nhăn không xù không xẻ nha. Rồi sơ mi 85 luôn chị Phương Lê, trời xuất sắc quá. Nhìn nó đúng đẹp luôn á chị, siêu phẩm đẹp. Sơ mi này từ chừng cái cổ áo này, cái nơ này cho tới cái tay này, rất chi là đẹp luôn. Mà chỉ có 85.000 cái em sơ mi như thế này thôi nha. Mang vừa áo đang mặc không em vừa chị. Sơ mi đang mang vừa. Rồi ai lấy sơ mi chút sơ mi không mấy chị ha. Ai hỏi còn rất tới thì chút còn rất tới này cho em nè. Chắc mẹ bôi riết giùm em luôn, mặc đơn giản dễ mang. Đen, bơ, trắng, nâu, đỏ, vàng 65.000 mã crop top này. Mang tới rúng nha. Trong bởi lớp top và gắn ngủ lên phía trên đâu nha mấy bà ơi. Sơ mi luôn ý nhi lên số đi chị ơi. Sơ mi chắc đẹp lắm mấy chị. Mà cái này là form bình thường, mấy chị thả thùng cũng được, mấy chị đóng thùng cũng được. Rất là đẹp. Mà vải lụa đẹp kinh khủng luôn á. Vải lụa đẹp kinh khủng cho mấy chị luôn. Nè, mấy chị nhìn cái form của nó như thế này nè. Đó, form như vậy đó mấy chị, mặc lên đẹp lắm. Rồi sơ mi 85 cho em luôn mọi người nha. 40-60kg làm em vừa mấy chị đó. Form như này ha, thả thùng cũng được, đóng thùng cũng được cho em luôn, rất ly là xuất sắc. Rồi sơ mi 85 mấy chị chốt dùm em luôn mấy chị. Sơ mi 85 nè, 40-60kg là mấy chị mang vừa dùm em nha. Đẹp lắm, thô rồ luôn á. Đồ em gửi chưa chị, không thấy gọi chút đơn như Huỳnh á. Như Huỳnh chị mua đơn hồi nào? Như Huỳnh mua đơn nào chị? Mỹ Huệ Hành Thị ghé luôn 85 nè. Alex Somi đang mang thì chốt nha. 85.000 một em Somi mà em nói xuất sắc. Yên Nhi lên số điện thoại giúp em chị ơi. Đẹp lắm. Cái chị chốt liền cái mẫu em đang mang đi. Không đẹp không biết tiền luôn, 85.000 một em siêu phẩm này. Mang đi làm đi chơi Dũng được đó mấy chị ơi. Đã lắm luôn á. Đặt hàng lên luôn số điện thoại để bên em chốt đơn nha. Vài ngày họ một là sai số, hai là không nghe máy. Chứ còn bên em là gọi được chốt hết rồi nha chị ơi. Đơn ngày nào là mai có người gọi liền. Nô 65 luôn cho chị Phước Nhi lên số giùm em chị. Đặt hàng lên số giùm em. Rồi hai bộ ngố gấu rồi chị hả? Sao vậy, hai bộ là phải chốt đơn chứ. Chắc là một là sai số, hai là không nghe máy. Chứ còn bên em là gọi chốt là mai gọi liền. Rồi tiếp cho em luôn cái này luôn. Lên siêu phẩm áo khoác này cho em luôn, đẹp quá mọi người ơi. Xuất sắc luôn này, con gấu theo. Rồi lên cho em luôn mái đậu này 69.000 mấy chị nhanh tay giùm em luôn nè. Rồi khoác đậu cho em luôn 69.000 dưới 57kg ha. Khoác đậu 69.000 dưới 57kg. Phước Nhi lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi ai lấy đậu chút đậu cho em luôn 69. Thôi bữa chị đơn em mà đơn một á là em like xong là em xả ra liền chị ơi, chứ em đâu có giữ đơn một cho chị đâu, không hề giữ đơn một nha. Like xong đơn một là nghỉ xả. Rồi áo đang mang 85.000 nha mấy chị ơi. Rồi xám này cho em luôn 69.000 với 57kg. Bên em chốt đơn từ hai cái, không giữ đơn, không dồn đơn, và đơn một là xả ngay ra luôn, không giữ nha. Rồi xám cho em luôn 69.000 với 57kg, chốt mã xám 69. Rồi xám 69 giùm em luôn nè.
Rồi chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi 85 kèm số điện thoại là chốt đơn nha. Sơ mi 85 kèm số điện thoại chốt đơn, chỗ sơ mi đẹp mê lì luôn á. Đúng hot luôn. Sơ mi hai cái cho Phong Lan, đẹp lắm mấy chị chốt liền đi chút xíu là hết giờ á. Rồi tiếp giùm em luôn luôn. Đậu luôn Nguyễn Quyên lên số đi tình yêu xinh đẹp ơi. Đậu số 9 Nguyễn Quyên. Trời ơi cái màu nu là muốn xỉu. Cái màu nu này là muốn xỉu xỉu luôn á. Nu 69 cho em nhi. Nu 69 cho mấy chị, không có khóa mà bán số 9 cho mấy chị đâu thì hết trời. Rồi. Sơ mi 85 luôn cho Bích Trâm. Vương Đức là một áo sọc 50 rồi và một áo khoác màu bò 75 rồi nha chị. Màu đen em hết. Rồi chị nào lấy cho em luôn sơ mi chút sơ mi nha. Rồi nu này cho em luôn 69. Nu cho em luôn 69 với 57 kg chút mã nu 69 à. Nu, hãy lấy nu chút nu 69. Rồi nu cho chị Chi Trà nè, đặt đơn chắc cứu không xả không đổi không ơi gì giùm em. Một lần một chắc cứu. Rồi tiếp cho em luôn với chị cái này chốt giùm em luôn là mã rêu rêu nè. Hơi rêu rêu một tí ha. Rồi chốt giùm em mã rêu đi. Rồi rêu cho em luôn 69 với 57 kg chút rêu chút liền mọi người ơi. Rồi xám luôn cho chị Phương Hằng nè. Chị Trọng Đạt lên màu giùm em đi chị ơi. Rồi lấy rêu chút rêu giùm em nha, 69 ha. Rêu 69, trời ơi cái màu hồng dễ thương quá. Hồng nhạt nhạt này rất là dễ thương luôn. Rồi hồng 69 mấy chị với 57 kg nha. Hồng 69 57 kg nha, lấy hồng chút hồng giùm em luôn, màu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị. Rồi bóp bao nhiêu một ly nè, có con gấu nè. Áo đông mang 60 kg mang vừa nha. Rồi lấy đỏ đô chút giùm em luôn, đỏ đô nè. Rồi bóp bao nhiêu một ly áo khoác có con gấu nè. Nhìn cái hình nè. Rồi đỏ đô cho em luôn 69 ngàn với 57 kg chút giùm em luôn, đỏ đô 69 đẹp dã man. Một câu thôi là xuất sắc luôn á mấy chị ơi. Để em coi còn không nè, sợ nó không có trùng màu á mấy chị. Phương Hằng lên số mấy chị ơi. Hết nu, không có nu rồi. Không có nu đâu mấy chị ơi. Mình chốt mình qua một tháng đi. Rêu 69 luôn cho chị Anh Phương nè, Quyên Anh Phương vậy nè. Đó. Không có nu đâu mấy chị ơi, hết nu rồi. Rồi này chốt giùm em luôn mã lá nha. À đây lá, chốt lá giùm em luôn 69 ngàn với 57 kg. Lá mấy chị ơi, chốt giùm em mã xanh lá. Xanh lá cho em luôn 69 ngàn với 57 kg ha. Rồi. Bộ đông áo đang mang á là 85 ngàn. Ai lá sơ mi đang mang thì chốt là sơ mi 85 cho em. Xám. Xám 69 luôn cho Thanh Hằng hả? Bộ có diễn cho Trần Vi á. Lấy gì ta? Hỏi thử có phải nó kết Adidas màu trắng không? Rồi xám 69 luôn cho chị Phương Hằng. Đúng đẹp quá. Đó vô coi đi. Kết nào màu trắng ai chữ đáp gì tung tích trên vậy nè. Thì lấy. Màu nào cũng được hả chị? Rồi em cho chị một cái màu này đẹp nè. Rồi, hai cái áo nó hai màu đó chị Trọng Đạt á. Đỏ đô ok. Rồi đỏ đô luôn với cáo tuẩn tuẩn nè. Trời ơi cái xanh lá này đúng đẹp luôn. Ai lấy xanh lá chút cho men xung lên lá nha. Rồi hồng luôn cho Trước Phạm lên số đi chị ơi. Rồi xanh lá màu này đúng đẹp luôn. Xanh lá 69. Xanh lá cho em luôn 69 mấy chị ơi. Trời ơi cái màu trắng này đẹp quá mấy chị. Áo khoác màu trắng lâu lắm rồi mới được màu trắng. Sơ mi 85 mấy chị Phương Lan. Cái trắng này đẹp quá. Ship Sài Gòn là chị mua 2, 3, 4 cái đổ lại đồng giá 30 toàn quốc ha. Rồi lấy trắng chút trắng giùm em luôn 69 ngàn. Em có hiểu với chị cái màu xanh lá này nó không đẹp, không lấy tiền luôn á. Ai lấy xanh lá chút giùm em luôn, xanh lá 69, xanh trắng 69 giùm em nha. Màu đẹp lắm mấy chị, cái nào cũng đẹp hết. Rồi này chút giùm em mã đẹp đi. Rồi đẹp cho em luôn mã đẹp. Ai lấy đẹp chút đẹp giùm em luôn mấy chị ơi, 69 ngàn, mã đẹp 69 ngàn. Rồi cái màu nè. Màu đúng dễ mang luôn. Rồi đẹp cho em luôn 69 nha, lấy đẹp chút đẹp 69 nha. Dục cho Nhi cái đi áo sơ mi đang mang vô đã Bình ơi. Rồi đẹp lắm. Áo khoác em còn nè mấy chị đợi một xíu ha. Em chốt từ từ ghi cho nó đâu hộ đấy. 55. Rồi sơ mi đang mang cho chị Thu Nga. Thu Nga Trần ok chị ha. Trắng 69 luôn em chốt chị Bôn Lê lên số đi chị. Trắng 69 cho chị Bôn Lê, hai sơ mi cho chị Khúc Hương. Chị không em? Không, để ghi tên, ghi số điện thoại sau cũng được. Rồi Khúc Hương ai, hai áo sơ mi đang mang.
trắng 69 còn cái luôn cho bích trong. Ai chưa có số lên số giùm em nha. Áo khoác 58 kg vừa nha chị. Sơ mi một cái đang mang luôn cho chị Kiều Anh. Sơ mi đang mang 60 kg mang vừa mấy chị ơi. Sơ mi đang mang á là 60 kg mang vừa đó. Đẹp lắm. Áo khoác không có túi trong đâu chị ơi. Rồi, xanh lá còn một cái luôn nè, cho bạn Phước Nhi nè. Rồi, lấy màu đẹp này chốt giùm em luôn màu đẹp nha. Đặt hàng lên số điện thoại để em mới chốt đơn được nha mấy chị ha. Rồi ai lấy đẹp chút đẹp 69. Trời ơi cái màu này là đúng dễ mang luôn á. Rồi sơ mi 85, hàng full size giùm em chị. Em nhi 48kg nè. Form này thả thù cũng được, đóng thù cũng được, không có sai. 40-60kg mang vừa. Ok lấy thì chốt cho chị Tuyết Nguyễn nha. Rồi thùng bên size M, sao em đâu có dám bỏ size M được đâu chị. Rồi này chốt giùm em luôn gạch 69. Gạch cho em luôn 69.000 với 57kg mở gạch 69 đúng đẹp. Gạch 69 cho em. Rồi lên một màu xanh lạ mấy chị. Xanh lạ cho em luôn 69.000 với 57kg. Xanh lạ, cái đó là xanh lá đó. Phước Nhi đó. Trắng cho bôi lê rồi. Rồi gạch luôn cho chị Nguyễn Thảo ghé đúng không chị. Rồi phát đậu hết, đâu có đậu đâu. Rồi này lên đậu cho Nguyễn Quyên hồi nãy chốt rồi. Rồi này chốt giùm em luôn xanh lạ 69 nè. Xanh lạ 69. Rồi tiếp em Nhi luôn hồng 69 mấy chị ơi. Ai lấy hồng chút hồng 69. Hồng cho em luôn 69, hồng 69 nha. Bích Trâm nãy một cái sơ mi với một cái áo khoác rồi mà đúng không? Bích Trâm có đi từ đi. Rồi. Ai lấy hồng chút hồng 69 giùm em. Tiếp luôn mấy chị một màu xám quá xuất sắc. Rồi lấy xám chút xám cho em luôn 69.000 nha mấy chị xinh đẹp ơi. Rồi màu xám 69 nha, lấy xám chút xám giùm em ha. Xám 69 ghi số điện thoại thật là chính xác vào nha. Rồi xanh đen cho em luôn 69 nè. Xanh lá hết rồi chị Phương Hằng ơi, em đang qua màu khác này chị nè. Rồi lên cho em luôn xanh đen 69. À lấy xanh đen chút xanh đen. Nguyễn Nguyên dục qua đi Bình. Dục qua mới nói đi. Dục vô trong phách tỉnh đó đi. Hoa sori chỉ có một cái áo khoác đúng không? Chị lựa thêm đi. 869 luôn cho chị Kiều Kim nè. Màu nào cũng đẹp. Nguyễn Nguyên nãy đọc cho em rồi em ơi. Đọc từ em đầu cái line. Đầu cái line áo khoác là đã đọc tên em rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị ơi. Xanh gì đây ta? Cái này chốt giùm em luôn xanh đậm đi. À lấy xanh đậm chốt giùm em luôn xanh đậm nha. Bích Trâm có khoác màu trắng với một cái sơ mi rồi đó em. Rồi xanh đen luôn chị Kiều Kim nè. Rồi chốt giùm em luôn xanh đậm 69. Hai lớp xanh đậm chốt giùm em luôn xanh đậm 69 nha. Màu xanh này đẹp lắm mấy chị ơi ha. Rồi xanh đậm cho em luôn 69 ngàn nè. Màu xanh đậm nè. Ai lấy hồng chốt hồng cho em luôn 69 nha mấy chị. Với 57kg nha. Hồng 69 với 57kg nè. Rồi màu này chốt giùm em luôn xanh lạ. Xanh lạ cho em luôn 69 ngàn với 57kg ha. Chốt xanh lạ. Rồi màu này là tương tự. Rồi xanh lạ đúng không? Xanh lạ nha, Yến Nhi xanh lạ này. Cái này chú giùm em luôn mã đẹp nè. Đẹp cho em luôn 69.000 với 55kg nha. Lấy đẹp chú đẹp ok Nguyễn Nguyên. Đẹp 69 anh đẹp chút đẹp giùm em luôn ha. Đẹp 69 anh đẹp chút đẹp 69.000. Màu này rất chi là dễ mai. Réo khoác thì còn không bình. Đẹp 69 nè. Rồi lên cho em luôn mã 869 nè. Ai lấy xám chút xám giùm em luôn 69 ngàn. Xanh lạ hết rồi bạn ơi, qua một khác đi, như đang qua một khác. Rồi xanh đậm cho chị Tố Quyên lên số điện thoại giùm em nha. Rồi xanh đậm cho chị Tố Quyên lên số điện thoại giùm em luôn. Rồi chế nào lấy xám chút xám á chị ơi. Ui cái này bị lỗi rồi. Xám bị lỗi rồi. Rồi sơ mi đang mang 85 ngàn chị nào lấy chốt. Sơ mi đang mang 85 ngàn 40-60kg mang vừa nha mọi người nha. Đấy, ai lấy sơ mi đang mang thì mấy chị chốt cho em Nhi rất là đẹp luôn. Một câu em nói thiệt với mấy chị là xuất sắc luôn á. Rồi màu xám mấy chị Linh Trần này 69 nè. Xám cho Linh Trần này. Lấy gì đó. Trọng đạt. Xám cho Kiều Kim luôn nè.
Đây có đơn chưa? Rồi cái này chốt giùm em luôn mà rút 69. Ai đấy rút 69, chốt rút 69 giùm em nha mấy chị, với 57 kg nha. Rút 69 dưới 57 kg mấy chị. Ai đấy rút 69 giùm em nè. Mã rút 69. Thấy em còn ri nè. Like luôn cho nó hết mẫu luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn mã nu 69 ha. Trọng đạt lên số đấy chị ơi. Ai đấy nu 69, chốt nu 69 giùm em luôn. Trọng đạt kéo lên trên là có hai cái đúng không? Trọng đạt hai cái mà. Trọng đạt một cái màu không có cái rồi chị. Chị dục xuống hai cái mà. Không, trắng như bích trăm chưa? Bích trăm ghi bích trăm vô. Rồi nu luôn đi chị, Lê Hiếu đi số đi chị. Sơ mi đang mang chị Song Ri. Song Ri sơ mi đang mang 85. Đây số điện thoại giùm em luôn chị Song Ri ơi. Hồi chiều chị gọi em mà không nghe máy, mấy đứa đang chốt đơn liên tục á chị nên chị gọi không được á. Rút số 9 luôn cho Thúy Vi. Rồi đặt hàng mấy chị cố gắng á, mấy chị chốt á, có số điện thoại trên một dòng cho em luôn nha, cho ghi cho dễ mấy chị khỏi sốt số điện thoại chứ mang có số điện thoại chốt đơn đâu. Rồi cái này chốt cho em luôn. Màu xám ha, cái này hơi xám xám, hơi xanh xanh rêu rêu mấy chị đẹp. Nu hết nu. Rồi Alex, cái này chốt màu gì trời, màu cái này chốt giùm em màu lạ đi mấy chị. Nó hơi xám xám, nó hơi rêu rêu, em không biết màu gì luôn. Rồi lên cho em luôn màu lạ đi. Màu lạ cho em luôn 69 ngàn nha, dưới 57 kg nha. Màu lạ cho em luôn 69 ngàn dưới 57 kg nè. Hỏi chị Thư ơi, chịu có nói ghé không Bình ơi. Rồi đậu cho em luôn 69 ngàn dưới 57 kg nè. Ai lấy đậu chút đậu giùm em nha. Đậu cho em luôn 69 ngàn với 57 kg. Lấy đậu chút đậu nè. Màu nào cũng đẹp. Ai cái lép quá này nữa chốt đi mấy chị ơi. Màu đậu. Rồi trắng em Nhi còn cái nè. Lấy trắng chút trắng giùm em nè. Rồi. Xong ri lên số đi chị ơi. Rồi trắng cho em luôn 69 ngàn. Màu trắng hơi bị dày vải luôn á. Thu ra trần lên số đi chị ơi. Thế luôn. Rồi đậu luôn nha chị Bôn Lê nè. Ok nè, có đơn nè. 58kg vượt không em? Chị đang hỏi cái nào vậy chị? Rồi lấy màu trắng chú giùm em luôn trắng nha. Trắng cho em luôn số 9 ngàn với 57-58kg. Cái này coi dặn dễ mang lắm chị. Có 57-58kg thì nhích nhích cũng ok à. Rồi sơ mi đang mang cho em luôn 85 ngàn. Chị nào lấy trốn nha. Còn mấy cái? Ai lấy sơ mi chú, sơ mi đang mang. Chị cho em xem thử sơ mi. Trời ơi đang mang trên người này còn xem, muốn xem thử sao nữa chị. Em mang trên người về mà chị còn chưa thấy được luôn nữa hả. Rồi sơ mi em 85 ngàn đi mấy chị ơi. 40-60kg mang vừa nha. Sơ mi đã mang trên người rồi mà còn muốn coi cái gì nữa. Rồi đặt hàng mấy chị lên số đi mấy chị ơi. Sơ mi đúng đẹp luôn. Alex Somi, chúc Somi em đang mang nha. Đứng hình hoài à, thì em không biết mạng ơi, giờ biết cái đường nào. Trọng đại lấy số đi chị ơi. Tráng trọng nó kéo mạnh lên kia là có số. Rồi quần đang mang cho em luôn 75 ngàn em cho chị xem quần đang mang. Quần đang mang 75 ngàn cho em nha. Úi dồi ôi là quần này như cái váy đó mấy chị ơi. Hai bên hút túi mà lấy siêu cao luôn. Rồi quần cho em luôn 75 ngàn dưới 55kg nha. Hai bên có túi đáy siêu cao. Quần 75 ngàn hơi bị dễ thương. Rồi trắng đó chị Trâm Dương ok chị. Rồi à, một nếu mà chị nào đủ hai sản phẩm là chắc chắn một điều là bên em sẽ chốt đơn. Một là sai số, không thì gọi không nghe máy thôi. Rồi này chốt giùm em luôn là reo 69 mấy chị ơi. Reo cho em luôn 69 ngàn 25758 cái màu ok. Có khi khách đem 60kg còn mang được á. Em bán em đã trừ hao ra rồi á. Rồi Alex xám chút xám giùm em luôn số 9 nè. Xám cho em luôn 69 ngàn đợt này dẻo khoác phải siêu dày luôn. Rồi xám cho em luôn số 9 mấy chị ơi. Còn mấy cái à.
Rồi xanh lá cho em luôn 69. À đấy, xanh lá chút giùm em luôn xanh lá 69 nha. Mạng yếu. Rồi xanh lá 69. Em màu gì đây ta? Đen đen đi gì đây? Cái này màu nó hơi đen đen, hơi xóm xám chuột. Cái này chút giùm em màu đen với chị ha, đen đen hơi xám chuột một tí. Rồi lấy đen chút đen số 9 giùm em luôn với 57 kg nha. Đen số 9 57 kg, lấy đen chút đen nè, đen hơi xám xám một xíu. Rồi này chút giùm em luôn là xanh lá nè. Rồi màu xám cho em muốn chị đồng giá số 9.000 đây. Rồi này màu reo. À lấy reo chút reo ha. Rồi anh tiếp đen số 9 lên số này tình yêu. Đậu em hết rồi chị ơi. Rồi anh lấy reo chút reo. Rồi reo cho em luôn số 9. Reo 69 mấy chị rồi hồng nè. Rồi chị nào lấy hồng chút hồng cho em luôn số 9.000 nha, mã hồng. Còn có mấy cái thôi. Rồi màu này chút giùm em luôn đỏ đô. Ai lấy đỏ đô chút giùm em luôn đỏ đô 69 nha. Rồi reo chị chiêu trăm ghé. Xanh lá cho chị Ánh Tuyết lên số luôn Trình Yêu ơi. Em hết xanh lá rồi. Cái này chút giùm em luôn đỏ đô nha. Ai lấy đỏ đô chút đỏ đô giùm em với chị ơi. Đẹp giả mang luôn á, thiệt á. Hết đen rồi. Rồi em còn đỏ đô nè. Em còn hồng nè. Em còn màu xám nè. Rồi còn ba áo em như hết luôn. Rồi sơ mi nè mấy chị ơi. Cái form nó như này nè. Đóng thùng ok cho mọi người nha. Đây. Rồi chị Trâm Dương là một cái màu trắng em chốt cho chị rồi nha. Giờ chị lấy thêm xám hay sao. Rồi sơ mi 85.000 form bình thường như thế này nè. Ai lấy sơ mi 85 chút sơ mi 85 40-60 kiếm mang vừa cho em nhé. Trời ơi lên siêu phẩm áo này mọi người ơi. Tiếp chưa mấy chị ơi. Ủa là Ánh Tuyết lấy hai cái luôn rồi nhỉ? Đúng. Hãy ghi số của chị Trọng Đạt vô nè. 0985 034 947. Nãy chị có màu gì rồi? 034. Ôi trời ơi. Em này nữa nè, là hai cái nè. Reo. Reo đó là của chị Như Trăm Ghé. Rồi đỏ đô đúng không chị? Đỏ đô cho chị Lê Diễm lấy số giùm em luôn nè. Đỏ đô. Rồi em hết đỏ đô rồi. Trâm Dương là có một cái màu màu trắng rồi đó. Chị lấy thêm xám hay sao? Em thấy chị chốt xám nè. Rồi ai lấy xám chốt xám giùm em luôn. Cái xám này đẹp lắm mấy chị, vải siêu dày luôn. Rồi chị nào lấy xám chốt xám giùm em luôn 69 ha. Rồi một em màu hồng cho em luôn số 9 là hết. Em còn hai cái nó hết luôn. Đợi xíu ơi, sáng mai gọi lại chút đơn chị ơi. Giờ like không có trốn nữa nha. Rồi sơ mi cho em luôn 85.000 40-60 kg mấy chị. À rồi sau em cho coi lại một cái siêu phẩm sơ mi này cực kỳ đẹp luôn. Sơ mi này em nói thiệt với mấy chị luôn một cái câu là quá xuất sắc. Sơ mi cho em luôn 85.000 với 60 kg nha mấy chị nha. Rồi em nghe qua mẫu mọi người ơi. Rồi em nghe qua mẫu này mấy chị. Một áo mô đứt thái giùm em luôn phôn bình thường coi giảng tuyệt vời luôn. Rồi cam 65.000 cho em luôn mấy chị dưới 55 kg ha. Mã cam số 5. Dáng bình thường. Bô rít này giặt không nhăn không sụn không xệ giùm em nha. Rồi tiếp giùm em luôn là mã trắng nè. Trắng cho em luôn 65.000 với chị với 55 kg, vải đẹp đó. Cái này hàng bô rít thái nha mấy chị ha, phôn bình thường. Cái này chắc giặt hoài không hỏng sụn xệ luôn á. Chị có thấy nhắn tin em không rồi chị? Chiều giờ em không rảnh luôn á, ngày mà em like nhiều coi em có rảnh em rút tin nhắn đâu chị ơi. Trần Như Quỳnh lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi 669 không cho Yến Nhi. Em chị. Chị Như chứ đâu.
Rồi cái này chốt giùm em luôn, mã xanh 65. Rồi xanh cho em luôn 65.000 với 55 ký, mã xanh 65. Rồi chị đều bán hả, sơ mi 65 em chốt cho chị rồi mà. Rồi cái này chốt giùm em luôn đó chị, mã đỏ. Đỏ cho em luôn ha. Rồi đỏ cho em luôn 65.000. Ai lấy đỏ chút đỏ, ai lấy đỏ chút đỏ. Đỏ 65.000 với chị với 55 ký. Nói gì? Chụp sự cái bình xe tắm của một con gửi qua cái bì đó cho chị. Mày chồng đĩa mua trời. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 65. Đen cho em luôn 65.000 với 55 ký, mà đen 65 nha mấy chị ha. Trời ơi cái áo mua rím này mấy chị mê luôn. Đúng đẹp cho mấy chị luôn. Form là form bình thường nha mọi người nha. 65.000 một áo tuyệt vời lắm. Đó, không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi Lê Diễm lấy đỡ đô rồi đó chị, lên số giùm em đi chị. Trần Như Quỳnh lên số điện thoại giúp em chị ơi. Trần Như Quỳnh có cái gì? Đâu, đâu có cái nào của Trần Như Quỳnh đâu. Đỏ. Mở ra con màu gì? Màu đỏ đô. Sai rồi nha. Lê Diễm nè, đó hình như người ta cứ mai chút đơn sai hết trơn. Đỡ đô cho Lê Diễm mà. Ghi Lê Diễm vô. Rồi một đỏ một xanh luôn cho Võ Thị Phê. Ok chị nha. Một đỏ một xanh cho chị Võ Thị Phê. Lên số điện thoại giùm em luôn. Chị đẹp ơi là chị đẹp ơi. 65.000 phone bình thường giùm em. Rồi một em đỏ 65 luôn. Chị tắm tắm ghé ok chị nè. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị là cái phôm áo này á, nó xuất sắc dã man lắm. Vải nó co giãn mà nó đẹp lắm chị ha. Nói chung là mình mang đi làm, mình mang đi chơi cũng được hết á. Rồi ơi, màu cam nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, nói chung là màu truyền thống không à. Rồi màu đen nè, trời ơi, dã man lắm luôn á. Rồi cam nè, cam này cho Trần Như Quỳnh khách quen nè. Lê Diễm có khoác đỡ đôi số giùm em đi chị ơi. Rồi, ai đó số 5 này chút cho em giùm em nha mọi người nha. Rồi tiếp tục cho em nhiên luôn là một em siêu phẩm. Lên siêu phẩm áo khoác này giùm em luôn mấy chị, sọc đen 69. Sọc đen cho em luôn 69.000 với 60 ký nè. Sọc đen 69.000 với 60 ký, trong mã sọc đen cho em nhé. Sọc đen 69.000 với 60 ký mọi người ơi, đúng đẹp luôn, vải dày lắm. Sọc đen còn mấy cái à. Rồi đen cho em luôn mã sọc trắng 69 nè. Ai lấy sọc trắng, chút sọc trắng giùm em luôn mấy chị, 69.000. Sọc trắng 69.000 và sọc đen 69.000 giùm em ha. Cái này vải đúng mềm luôn mấy chị. Mà phôm là phôm cổ cao cho mấy chị nữa nè. Đấy. Rồi sọc đen, sọc trắng 69.000 cho em nhi. Chị đâu lấy chỗ nha, cái này còn có 4 cái thôi. Sọc đen, sọc trắng cho em luôn 69.000 mấy chị. Và áo khoác này đúng đẹp cho mấy chị luôn á. Còn 4 cái hết cái thằng rồi. Rồi sơ mi đang mang 85.000, chị nào vào sau thì chốt cho mấy chị nha. Rồi đen. Đen đây. Rồi đen 65 cho Lê Úc. Rồi chị nào lấy áo này nữa không thì chốt mấy chị em qua mẫu nha. Chốt đen 65 là ok rồi, đừng khùng minh nhiều mấy chị. Đỏ 65 nè. Và trắng cho em luôn 65.000 là ok, đừng ghi nhiều. Đặt hàng lên số điện thoại là em chốt rạc liền nha mọi người nhé. Rồi còn một em phước hồng này cho em luôn 69. Lê Úc Lê Diễm lên số điện thoại giúp em chị ơi. Ai lấy phước hồng, chúc phước hồng cho em luôn 69. Chúc liền đi mấy chị phước hồng 69 cho em. Còn tê ôm mà chị em hết trơn rồi á. Còn tê ôm hình như là hết rồi chị ơi. Rồi sọc đen luôn cho Phương Lan. Lên số đi tình yêu ơi. Trắng 65 58 ký không vừa nha. Em đọc là 55 ký đó lại nha chị. Rồi áo có cổ đi anh tay luôn cho em mấy chị ơi. Mã trắng 50 với 55 ký nè. Rồi đen cho em luôn 50 với 55 ký với mấy chị nha. Phương Lan lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi lên mã có cổ này cho em nếu chị 50. Quá rẻ luôn. Rồi sọc đen cho em luôn 50 áo có cổ. Sọc đen 50. Đen 50. Trắng 50. Đấy. Rồi khoác hồng luôn chị Nguyễn My lên số nha luôn nha tình yêu ơi. Đẹp quá. Rồi lấy sơ mi, chút sơ mi cho em nha mấy chị xinh đẹp của em ơi. Lê Út Phương Lan, Lê Diễm lên số điện thoại giúp em chị ơi. Đặt hàng mấy chị cố gắng lên số liền giùm em đi mấy chị. Mình mua mình lên một dòng thôi. Mình ví dụ như là khoác hồng lên số điện thoại liền. Đó, vậy cho nó nhanh, khỏi phải hô tới hô lui, đợi gì hết á. Cứ có số là chút đơn thôi mấy chị cho nó nhanh. Hả?
Rồi chị nào đấy sơ mi thì chốt nha. Cái xíu nữa cái lại hỏi sơ mi nữa là khổ nha. Rồi sọc 50 luôn cho Nguyễn Vân. Tiếp tục với chị em lên với chị luôn một cái siêu phẩm mà điêu đứng con người luôn nè. Mã này đẹp lắm mấy chị ơi, nhanh tay mã này nha chứ không là hết á. Nguyễn My lên số đi chị ơi. Ra bông một cục áo nữa. Cục áo mà có cái sọc đen nè, trắng đen rồi sọc đen. Rồi áo này đẹp lắm mấy chị, một áo phía trong. Rồi, thêm mở khóa nhẹ ở ngoài. Trời má ô luôn, cái áo này muốn xỉu luôn á. Rồi mã này cho em mua nhanh tay đó mấy chị, áo hết cơ luôn, 65.000 một áo. Cái nói chung là cục cào là còn một cục thôi, tại vì đem vô đây một cục thì chắc chắn là sẽ còn một cục ngoài đó thôi. Rồi mã này đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn á mấy chị, nhìn mê luôn. Áo phía trong nữa chị mang được hai kiểu luôn, dễ thương chưa? Chính xác. Rồi sọc đen 50 luôn nha chị Loan Trần. Giá nó sớm giùm em nha. Trời ơi cái áo này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em luôn á chị, gạch 65.000. Gạch 65.000 dưới 55kg. Một áo rời nha mấy chị và một áo khoác nhẹ ở ngoài, mẫu rất là hot luôn. Rồi màu xám cho em luôn 65. Màu trắng 65. Và màu đen cho em luôn 65 nha mọi người. Trời ơi. Nguyễn My lên số đi chị ơi. Mẫu này yêu quá luôn mấy chị, thiệt sự một câu luôn. Cái này mà mình mang dưới quần cũng đẹp nè, chân váy cũng đẹp nữa mấy chị. 65.000 không biết sao luôn á. Rồi gạch 65, đen 65, trắng 65 và màu xám cho em 65.000. Màu đang mang là màu gạch. Ok chưa? Chế nào lấy cái áo khoác em đang mang thì mấy chị chốt liền đi. Một câu đã quá hết hết chưa? Một áo dây mấy chị mang rời được. Và một áo khoác này rời được luôn mà mấy chị nghĩ có 65.000 thôi. Em mở 59 nó lên Bình Thuận nha chị. Là số 5 Ánh Nguyệt nè, quen nè. Rồi áo đang mang 55kg lại nha chị ơi. Ra bớt bao nhiêu một đi luôn, ngay chỗ ông địa này. Nhìn là thấy luôn á. Rồi gạch luôn thấy ăn Nguyễn nè, ok chị nè. Áo này mấy chị chốt nhanh luôn đi, em có hiện là không có đâu. Thấy ăn Nguyễn khách quen nè. Rồi gạch luôn cho chị danh đậm quen nè. Rồi áo đang mang 65 luôn, ok chị nè. Chị sọc 69 hả chị? Sọc hả? Chị là sọc 69 hả? Ở sao ở trên này chị chốt cái gì à? Sọc gì? Sọc đen hả? Áo khoác sọc đen 69 á. Có con đơn của chị Loan Trần ra đây. Còn sọc đen không? Còn một á. Ừ. Báo cáo ra. Rồi áo đang mang chốt cho chị Lệ Quân. Ra bố nhiều mũ đi nó coi còn không. Rồi một trắng 65. Một trắng 65 luôn cho Ngọc Linh. Thôi hết rồi, hết rồi. Rồi gạch hết rồi mấy chị ơi, mấy chị qua một khác đi. Mấy chị đừng có chốt màu gạch nếu như hết rồi. Gạch này chốt cho chị Lệ Quân nè. Em thay ra, em thay màu khác. Em mặc cái màu nào vô mấy chị toàn đặt màu đó không à. Gạch đó cho chị Lệ Quân nha. Rồi hết gạch rồi mấy chị qua màu khác giùm em đi, không còn gạch đâu. Rồi màu xám. Màu xám, màu trắng, màu đen cho em luôn mấy chị 65.000. Xám trắng đen cho em luôn 65.000, chị nào lấy chốt nha. Rồi lấy màu xám chút giùm em luôn, màu xám nè. Thêm một trắng chị Thúy Hân Nguyễn, trời áo này đúng rẻ luôn á. Bỏ dây này, dây không mấy chị mai em thấy nó cũng đẹp nữa. Đó. Màu một áo khoác nữa. Áo khoác rời ở ngoài nữa mà có 65.000 à. Không còn gạch đâu chị ơi, trắng đen xám. Trắng đen xám cho em luôn 65.000 nha. Trắng đen xám 65.000 cho em luôn, màu đang mang là màu xám nè. Đó. Trắng đen xám giùm em luôn 65.000 mấy chị, chốt xong rồi, không còn đâu, còn mấy cái. Trắng nè. Thấy anh Nguyễn quen. Rồi lấy xám chút xám giùm em luôn đang mang. Trời ơi màu đen đúng đỉnh. Màu trắng luôn còn xuất sắc hơn nữa mấy chị, 65.000. Rồi Phương đổ xám ghé luôn 65. Màu xám mới năng mang đó. Chị nào đã xám cho xám giùm em luôn, ống đen hết nha. Gạch hết gạch. Không còn gạch đâu chị ơi. Trắng luôn, Khánh Ngọc lên số giùm em chị ơi. Còn có mấy cái hết rồi mấy chị ơi. Màu đang mang mấy chị chốt giùm em là màu xám nha. Màu trắng tuyệt vời rồi. Màu đen huyền thoại. Đấy. Chị nào đã áo đang mang thì chốt liền với chị. Xám 65.000 đang mang. Xám 65, đen 65 và trắng 65 liền cho em đi nha. Một áo rời phía dây phía trong và một áo khoác rời ở ngoài. Mẫu này mẫu mới đó mấy chị, 65.000. 65.000 mấy chị ơi.
Nguyễn My lên số đi chị ơi. Thánh Ngọc sẽ lên số luôn giùm em đi chị. Rồi chị nào lấy 6 6 đang mang nữa thì chốt nha. Đen 65 và trắng cho em luôn 65.000 mấy chị ơi. Áo đang mang còn 3 màu. Màu xám, màu trắng, màu đen cho em luôn 65.000 chị nào lấy chốt nha. Trắng đen xám cho em luôn 65.000 mấy chị đẹp ơi. Si phẩm quá. À. Lê Diễm Ngọc Linh Nguyễn My lên số điện thoại giúp em chị ơi. Áo này đúng đẹp cho mấy chị luôn. Rồi lên một em áo crop top này cho em đi với chị siêu xinh. Rồi áo crop top giùm em luôn là xanh 65 bôi rất đẹp nha. Trắng 65. Nu 65 nè. Màu vàng 65 mấy chị ha và màu đỏ 65 cho em luôn. Rồi một màu đen cho em luôn 65 mấy chị. Ai lấy áo crop top này chốt giùm em luôn nha 65.000. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt. Đủ màu. Đủ màu, đủ màu. Đấy. Chị nào lấy áo crop top này chốt giùm em luôn. Cái này body size 65 nha. Đủ màu nha mọi người ơi. Lê Diễm Nguyễn My lên số điện thoại giúp em chị ơi. Áo khoác túi ngang là sao ta. Rồi xám em đang mang trên người đi mấy chị. Xám đang mang trên người là 65.000 nè. Màu đen cho em luôn 65 nè. Và màu trắng cho em luôn 65.000. Chị nào lấy chốt ha. Rồi tiếp tục cho em Nhi luôn. Ai lấy mẫu này chốt mấy chị ơi. Rồi lên mã ngố Tommy này cho em luôn. Ngố thì em có remote thôi á. Một remote thôi mọi người ơi. Rồi chốt giùm em luôn vào vàng 92.000 với 57kg nha. Một áo Tommy và một cái quần ngố cho em nè. Vàng đúng không? Vàng 65 với chị Mỹ Duy. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Vàng 92.000 nè. Mỹ Duyên lên số điện thoại giúp em chị ơi. Vàng. Rồi Mỹ Duyên thêm một cái nu là hai cái đúng không? Một nu một vàng. Rồi còn cái nu cuối cùng. Rồi lấy ngố vàng chốt giùm em luôn. Ngố vàng mấy chị 92.000. Mã ngố Sumi đang mang. Rồi chị nào lấy ngố vàng chốt ngố vàng 92 nha. Rồi một em vàng 65 nè. Chú chị Tố Quyên nè. Trời ơi Sumi đẹp quá gấu theo mấy chị ơi. Rồi. Rồi áo đang mang màu trắng cho Ngọc Linh rồi. Rồi vàng cho em luôn 92. Vàng cho em luôn 92.000 mấy chị nha. Dưới 57kg. Rồi nu cho em luôn 92. Chị nào lấy nu chút nu nè. Rồi nu cho em luôn 92.000 với 57kg hai chút giùm em luôn mà nu. Ôi dồi ôi xuất sắc. Nu 92.000 một gói Tommy. Nguyễn My Lê Diễm lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái màu ngố trắng 92 nè. Ai lấy ngố trắng chút giùm em luôn ngố trắng 92.000. Dưới 57kg giùm em mọi người hai chút mã ngố trắng 92. Ai lấy ngố trắng chút ngố trắng 92 ngoan mấy chị ơi. Trời ngố mấy chị hỏi xem là không ai đọc hết vậy. Xỉu. Rồi ai đó ngố trắng chút ngố trắng. Thằng mới mà em la em ngủ gục luôn á. Rồi ai lấy ngố cam chút giùm em luôn ngố cam. Ngố cam cho em luôn mấy chị 97.000. À 92.000 chứ. Ai lấy ngố cam chút giùm em luôn ngố cam nha. Ngố vàng luôn cho Phạm Thị Trang lên số đi chị ơi. Trời ơi một bộ cam duy nhất luôn. Ai lấy ngố cam chút giùm em luôn ngố cam sắp luôn 92.000. Mà gấu này là gấu theo nha đúng đẹp. Rồi ngố cam cho em luôn 92. Rồi ngố xám cho em luôn 92.000 nè. Chị nào lấy ngố xám chút ngố xám 92 nè. Ngố xám cho em luôn 92.000 với 57kg ha. Mạng ngố xám 92.
À đâu có xám, trong mạng có xám. Ngô xám đi mấy chị ơi, ngô nu, ngô vàng, ngô cam. Lê Diễm Nguyễn My lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi bóng gì cái ốc hóc bơm bơ vô đây đi. Đó kìa màu đen đó. Không, màu đen, màu đậu, màu vàng đó. Bên kìa. Rồi lên khóa bơ mơ mẫu mới này cho mấy chị luôn nha. Màu mới luôn, màu tuyệt vời luôn. Rồi cái này trốn giùm em luôn mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn khóa vàng 100, khóa bơ mơ mẫu mới nè. Rồi lên cho em luôn khóa vàng 100, chị nào lấy trốn nha. Ôi đẹp quá. Khóa vàng cho em luôn 100 mấy chị ơi, dưới 5-7kg. Khóa hồng, khóa đậu, khóa đất, khoác đen đó. Bữa nay về đủ màu cho mấy chị chưa, xuất sắc luôn nha. Màu hồng, màu đậu, màu đất, màu đen và màu vàng đang mang cho em luôn. Khoác bơm bơ hàng Kaki Nhung 100 ngàn, mấy chị chốt liền mã này cho em nhé. Áo khoác này đang rất là hot luôn á, có vàng chanh tí này, có đơn là 100, đẹp quá đẹp luôn. Còn gì nữa mấy chị, xuất sắc một câu để nói chuyện với mấy chị là quá đẹp luôn á. Hàng bên em á là hàng theo nha mấy chị ha. Bơm bơ để chạy viền nè, form rất chi là đẹp luôn mà gài nút được cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào lấy khoác bomber này thì chú giùm em 100 ngàn một áo. Rồi một em vàng đang mang luôn cho Ngọc Linh 100 ngàn. Ngọc Linh ghé. Rồi Lê Hiền ốc khoác của đất lên số giùm em luôn chị đẹp ơi. Rồi khoác màu đất cho em luôn, mang lên số luôn 100 ngàn áo. Rồi qua cho em luôn là màu đậu, này mẫu mới nè. Rồi anh đậu chút đậu cho em luôn 100. Bơm bơ màu đây, màu mới cho mấy chị nha. Rồi đậu cho em luôn 100, mấy cái đậu chút đậu, quá dễ thương luôn mấy chị ơi. Hàng ca kia nhung dùm em nha mọi người nhé. Rồi đậu cho em luôn 100, mấy cái đậu chút đậu, dễ thương quá. Ra bóc riêng nữa mình. Rồi đậu 100, đen 100, hồng 100, ôi tuyệt vời luôn á. Rồi vàng cho mi trà lên số đi bạn ơi. Vàng mi trà lên số này, vàng cho bích trong nè. Lê Hiền lên số đi chị ơi. Rồi vàng cho bích trong, ok. Rồi em hết vàng nha mấy chị, xong đó em hết vàng. Rồi qua cho em luôn màu đậu, màu hồng, màu đen. Rồi hết vàng chị ơi, qua đậu giùm em đi, đậu hồng. Đậu Mừng Nguyễn một hồng, Mừng Nguyễn một cái hồng nha chị. Hết vàng rồi nha. Rồi ai lấy hồng chút hồng giùm em. Ai lấy màu hồng chút giùm em luôn, màu hồng nha mấy chị ha, 100 nè. Mi trà Lê Diễm Nguyễn My lên số điện thoại giúp em chị ơi. Mở khóa nó qua cho chị Trần Du Quỳnh đi. Rồi đen cho em luôn 100, màu đen huyền thoại mấy bà ơi, dễ mang dễ phối đồ. Rồi ai lấy đen chút đen 100 cho em nha. Rồi tiếp giùm em luôn màu đất 100. Ai lấy màu đất chút giùm em luôn màu đất 100, tuyệt vời luôn quá trời ơi. Rồi đất 100 cho em ha. Chị nào lấy đất chút đất, Trần Như Quỳnh khách quen. Mi trà lên số đi chị ơi. Đặt hàng lên số liền giùm em đi, bên em chút đơn. Ok, bên em mới lên bill cho mấy chị được. Rồi lấy đậu đông an, chút đậu đông an cho em luôn 100 nha mấy chị nha. Rồi đậu này, đất nè. Đen nè. Và hồng này đó, dễ lựa màu, em thấy màu nào cũng đẹp hết. Rồi chị nào lấy khoác chút khoác luôn mấy chị 100. Lê Hiền lên số đi chị ơi. Chị Mừng Nguyễn không có màu vàng đâu nha, qua một khoác thì em không có vàng đâu. Rồi quần đang mang cho em luôn mấy chị SML 75 ngàn. Quần đang mang cho em luôn SML 75 ngàn, hai bên có túi nha. À, đó quần đang mang thì chú quần đang mang. Áo khoác đang mang á, nếu chị là 60kg á là chỉ có khoác nhẹ như em dây thôi. Còn nếu mà bấm nút á là tầm 57kg đổ lại nha mọi người ha. Còn ai muốn khoác nhẹ như em như vậy á thì 60kg khoảng mang vừa nha. Lấy cho nhìn mấy cái kia. Ở bên đây.
Rồi lên cho em luôn mã khoác đen mấy chị ơi, tuyệt vời chưa? Rồi khoác đen mấy chị nhanh tay giùm em luôn mấy chị. Đẹp, quá đẹp luôn. Rồi khoác đen giùm em luôn mấy chị ơi, 60. Rắc luôn cho chị Mừng Nguyễn. Rồi khoác đen mấy chị, dạng thể thao ôm trong người á, y như là cái áo dày tay vậy đó, khoác nhẹ ngoài cũng được. Rồi lên cho em luôn mấy chị ha, khoác đen 60. Khoác đen cho em luôn 60. Đây cho chị Phương đổ cái này cho dặn nè. Rồi ai đó khoác đen thì chút khoác đen mấy chị ơi, còn cái nha. Khoác đen dạng thể thao mà ôm nó chị mang làm áo tay dài được ha. Còn cái đen 60 nè. Phương đổ cái. Rồi đen 60 cho em luôn. Rồi áo đu có cổ này cho em luôn 65.000 mấy chị, vừa có cổ vừa có dây kéo nè. Rồi nu này cho em luôn 65.000 với 55kg nha. Nu 65.000 với 55kg chút giùm em mã nu. Vừa dây kéo được vừa cổ cao được mã nu. Nu 65. Rồi tiếp giùm em luôn 30 đô 50. Đen 60 chốt Phương đổ rồi chị. Rồi nu 50 giùm em luôn dưới 60kg ha, áo 30 đô nè. Nu 50 dưới 60kg ha, lấy nu chút nu. Lê Hiền lên số đi chị ơi. Nu 65 cho Nguyễn Tuyết nè. Rồi lấy nu 50, chút nu 50 nha. Rồi đen 60 cho Bích Ngọc nè, Bích Ngọc lên số đi bạn ơi. Cái nu 65 đó ngoài kia có một hai cái gì á, cái áo mà dây có cổ đó, ở phía trong này nè. Rồi này chút giùm em luôn mã zoom, nu 65 rồi, đó, chỗ đó. Đó, nhìn thẳng thẳng vô mấy cái chỗ đó. Không không, thẳng lên, cứ nhìn thẳng lên phía trước á. Gỡ gỡ mấy cái đó ra. Nu bao nhiêu tiền đây mấy chị ơi, Lê Hiền lên số đi Lê Hiền ơi, áo phát chưa lên số kìa. Nu 50 Lê Hiền nè. Rồi zoom thiết kế này cho em luôn mấy chị, xe luôn 90 nha, zoom quần. Rồi zoom cho em luôn 50, ai lấy zoom áo quần 90 chứ. Rồi zoom quần thiết kế này cho em luôn 90. Ai lấy zoom chút giùm em luôn rồi, zoom 90 mấy chị với 55kg nha. Lê Hiền nào ghé đây ta. Lê Hiền nào ghé thì em ơi, lên số thì em ơi. Đậu gì ta? À áo khoác đậu đang mang kìa. Chăm chị Mừng Nguyễn ghé. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã đậu 65 còn cái nè. Đậu cho em luôn 65.000 với 55kg ha, chốt mã đậu 65. Đậu cho em luôn 65.000 còn cái này mới đậu 65 nè. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái áo nu 50 còn nữa nè. Nu cho em luôn 50 chứ 60kg nha mấy chị ơi. Nu 50 với 60kg nha, lấy nu chút nu giùm em nha, 30 đô nha. Rồi mã nu 50. Đậu cái luôn cho Nguyễn Tuyết luôn nè. Áo nó nhớ còn không biết để đâu quá hết rồi. Bỏ qua luôn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị trắng nè. Rồi trắng cho em luôn 65.000 còn cái nè, lấy trắng xuống trắng 65 nè. Áo này bôi riết hàng đẹp xịn mịn luôn á. Rồi trắng 65, chút trắng 65 giùm em ha. Mã trắng 65. Thấy có quát đậu cho chị Mừng Nguyễn chưa? Rồi quần thể thao cho em luôn 35.000. Hồi nãy chị chốt cái gì màu gì? Đất hồng đậu là ba cái đúng không hả? Thêm một hồng. Á, à, thêm một đất chứ. Rồi cái này chốt giùm em luôn thể thao 39.000 với 55kg mấy chị. Thể thao 39.000 với 55kg có sọc có túi có bo. Rồi chốt giùm em luôn mã thể thao 39. Rồi lên cho em nu Latin này luôn mấy chị ơi, Latin 70. Rồi Latin cho em luôn 70 nha mấy chị ha, dưới 57kg nha, Latin mặt nhà đẹp lắm. Rồi chốt giùm em luôn mã xanh 70, bông đen tiếp tục. Xanh 70, anh lấy xanh chốt xanh 70. Rồi áo xám này cho em luôn mấy chị, xám kiểu tây phòng này cho em luôn 50. Xám này cho em luôn 50 với 55kg nha, đẹp lắm. Xám 50 dưới 55kg giùm em đúng không chị? Vải đúng đẹp luôn mọi người ơi. Rồi xám cho em luôn 50 với 55kg nha. Áo 65k là crop top hả? Có hai mẫu lần chị. Cái nào? Em biết 65 là cái nào luôn á chị ơi. Thua quá. Rồi ngố cam này cho em luôn 92.000 mấy chị ơi, với 57kg nha.
Ngố cam cho em luôn 92.000 dưới 57kg chút mã ngố cam nè. Ngố cam cho em luôn 92.000 dưới 57kg chút mã ngố cam. Ngố cam 92 dưới 57kg. Rồi bộ thể thao này cho em luôn 85.000. Đồ đẹp quá, cẩn thận lắm. Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn nha. Rồi cái này chú giùm em luôn, có chị xuất sắc nè. Rồi cái này chú giùm em luôn mọi người ơi, mã hồng 85 xếp thể thao đùi. Một áo một quần siêu trái cao có túi mấy chị ha, chú mã hồng 85. Rồi mã hồng cho em luôn 85. Rồi khóa đông mang cho em luôn 100 nha. Chú giùm em luôn mã đậu 100. Rồi ngố trắng này cho em luôn 92.000. Ngố trắng này cho em luôn 92.000 với 57kg ha, chú mã ngố trắng 92. Ngố trắng 92.000 với 57kg ha, mã ngố trắng 92, ngố sơ mi. Rồi cái trắng này cho em luôn các chị ơi 40. Trắng 40 với 57kg, chú mã trắng 40 giùm em nha. Rồi trắng cho em luôn 40 với chị với 57kg. Rồi trắng 40 với 57kg. Rồi lên cho em luôn mã xích nu 101. Xích nu này cho em luôn 101, chị nào lấy chố hai siêu dễ thương luôn, chân váy quần trong. Rồi xích nu cho em luôn 101 với 55kg ha. Xích nu cho em luôn 101 dưới 55kg, chốt giùm em mã xích nu. Rồi quần năng mông này cho em luôn có chị, quần năng mông CL này. Rồi quần năng mông CL giùm em luôn 75.000. Quần năng mông CL cho em luôn 75.000. Ai lấy quần năng mông chút quần năng mông nha, CL 75. Quần năng mông cho em luôn CL 75. Ngố trắng 92 cho hình như lê lên số đấy chị ơi. Còn chị còn dầu hấp túi không? Còn luôn nha. Rồi cái này chú giùm em luôn các chị, mã trắng 50 áo cổ đẹp lắm. Rồi trắng cho em luôn 50. Trắng cổ cho em luôn 50 với 55kg nha. Trắng cổ cho em luôn 50 với 55kg. Xếp nu 101 cho chị da hăng ghé. Ok chị. Quần kaki 35.000 với 55kg nha. Quần kaki cho em luôn 35.000 với 55kg mấy chị. Quần kaki 35. Hình như lê lên số đó chị ơi. Quần kaki 35. Rồi lên cho em luôn mấy chị ngố cam 70. Ngố cam cho em luôn 70 với 57kg nha. Ngố cam cho em luôn 70 với 57kg giống mã ngố cam 70. Ngố cam cho em luôn 70 với 57kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn năng mông CL á chị. Rồi tiếp cho em luôn mọi người ơi, cái này đẹp nè. Kaki 75 đi da hơn ghé. Rồi lên cho em luôn mã xám nè. Rồi ngố xám này em xem mấy chị luôn 85.000 ha, mã ngố xám dài. Rồi xám này cho em luôn 85.000 mấy chị với 55kg mã ngố dài á. Trắng 50 áo có cổ đúng không? Thì bỏ bích phượng. Rồi trắng 50 em hết không mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu này được không? Rồi em còn đen 50, có cổ đen 50. Rồi xám 85 cho Vũ Minh Thí ghé. Ngố sơ mi áo sơ mi rộng và quần ôm nha bạn nha. Rồi chú giùm em luôn mấy chị đen cổ 50. Đen cổ cho em luôn 50. Rồi trắng cổ cho em luôn 50, chị nào lấy chú nha. Bỏ bích phương lên số đi chị ơi. Rồi ngố sơ mi sắc nách này cho em luôn 88.000. Ngố sơ mi sắc nách này thì em luôn 88.000 với 57kg nha. Ngố sơ mi sắc nách với chị 88.000 với 57kg ha. Một set duy nhất thôi. Hình như lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn ngố hồng. Ngố hồng cho em luôn 88.000. Rồi ngố hồng cho em luôn 88. Rồi một chiếc cổ sọc này cho em luôn 50. Cổ sọc này cho em luôn 50 với mấy chị ha. Ai lấy sọc 50, chút sọc 50. Rồi áo khoác bò này cho em luôn mấy chị 55.000 đến 60kg mang vừa. Áo khoác bò này cho em luôn 55.000 dưới 60kg mang vừa nha. Chú mã khoác bò cho em đi. Khoác bò này thun đặng cực mát luôn.
khoác bò 55.000 với 60 kg, mấy chị chốt mã khoác bò 55. Rồi quần chính tắc cho em luôn 70. Năng mông 59 nếu không vừa chị ơi, hấp túi dầu 50. Rồi chính tắc cho em luôn mấy chị, chính tắc sọc 50 chị Mỹ Huệ, Bình Thị Gác. Rồi quần thun chính tắc 70. 40 đến 60 kg mang vừa, bò 55 Mỹ như Lê Gá luôn. Rồi quần chính tắc thun mấy chị ơi, coi giãn cực kỳ thoải mái 70.000. 40 đến 60 kg mang vừa ha, chốt tụi em phải quần 70. Quần cho em luôn 70 dưới 50 dưới 60 kg. Hình như lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi ơi, cái bộ thể thao này cho em luôn chị ơi, xem với chị luôn 90 nè. Nó không đẹp là nó không lấy tiền luôn á. Rồi lên cho em luôn là thể thao 90 cho em nha mấy chị ha. Quần có bao có túi giùm em luôn, đẹp nhã mang lắm. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, mã trắng 90. Thể thao trắng này cho em luôn 90, đẹp tuyệt vời luôn, chất dày lắm nha. Dưới 55 kg. Chốt thể thao trắng này cho em luôn 90. Rồi lụa Gucci này cho em luôn mấy chị 105 nè. Rồi lên cho em luôn là 105. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, lụa 105. Lụa cho em luôn 105 nha mấy chị ha, dưới 60 kg nha. Đây dài Gucci nè. Lụa có túi. Lụa 105 với 60 kg, chốt mấy lụa 105. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, lập thẻ 50. Lập thẻ giả váy này cho em luôn 50 với 57 kg nha. Rồi lập thẻ cho em luôn 50 với 57 kg, chốt mã lập thẻ 50. Cái quần giả váy mấy chị chắc phải cực mát luôn á. Rồi tiếp giùm em luôn mã thái. Thường là lụa, bữa nay nó may toàn cánh dơi không à. Rồi thái cho em luôn 60 nha mấy chị ha, dưới 60 kg. Thái cho em luôn 60 với 60 kg. Hai lấy thái, chốt thái nè. Lấy em hai túi. Túi gì ta? Rồi lên cho em luôn ngố hồng 70. Dầu hấp collagen 50.000 đúng không? Dầu hấp túi. Chị lên số điện thoại giùm em nha. Rồi ngố hồng giùm em luôn 70. Ngố hồng cho em luôn 70 mấy chị, dưới 55 kg ha, chốt mã ngố hồng 70. Quần bên em là quần body siêu đẹp luôn. Rồi ngố hồng cho em luôn 70 nha. Rồi mã dây này cho em luôn mấy chị, dây đen dây trắng cho em luôn 50. Rồi dây đen dây trắng cho em luôn 50 mấy chị, cái này áo boris nha, mặc lên ngực hơi bị đã. Rồi lập thể 50 cho Thúy Lê. Thái 60 cho Bích Trâm quen. Dỡ cái màu trắng ở dưới rồi. Đúng rồi. Rồi lập thể em hết rồi chị, lên cho em luôn dây vàng. Dây vàng dây đen cho em luôn nha mấy chị ha, 50 nha. Này à, áo mô rip giùm em nè. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi, mặc lên hợp xinh luôn á. Đấy, mặc lên dễ thương chưa. Năng mông 59 cái em có sai đâu chị. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị ha. Rồi vàng 50. Vàng cho em luôn 50 và đen cho em luôn 50 nha. Đó, dây đông mai này chốt. Vàng 50, đen 50. Rồi một em tôm mì này cho em luôn 45.000 nè. Rồi đen cho em luôn 45.000 với 57 kg ha, chốt mở đen 45. Đen cho em luôn 45.000 với 57 kg, chốt mở đen 45. Đen 45.000 với 57 kg nha mấy chị ha, áo tôm mì. Ôi xích nu này người ta hoài không có bán. Rồi xích nu này cho em luôn chị, mã xích nu. Xích nu này cho em luôn 99.000 với 60 kg nha. Một áo sơ mi phông rộng này và một cái quần cho em luôn 99.000. Nu cho em luôn 99.000 với 60 kg nha. Nu 99 với 60, ai cái nu xuất nu. Rồi ngố trắng này cho em luôn 70. Ngố trắng này cho em luôn 70 với 55 kg. Ngố trắng 70 với 55 kg nha. Nó ngố trắng giống mã ngố trắng giùm em nè. Rồi ngố trắng giùm em luôn 70.
Rồi ngũ hồng cho em luôn 70 mấy chị. Ai lấy ngũ hồng chú ngũ hồng 70. Rồi ngũ hồng cho em luôn 70. Chú mạng ngũ hồng 70 nè. Dưới 55kg với mấy chị ha. Quần là quần bô xít cho em nha. Siêu đẹp luôn. Và 50 áo đồng mang đúng không? Chị danh đận 50. Rồi set 3 bidon bi này cho em luôn mấy chị. Rồi lên cho em luôn bi 69 nguyên bộ. Bi 3 bidon này em xem mấy chị luôn 69 nè. Ai đã bi đúc bi dùm em. Trời ơi thôi phải nói luôn á tuyệt vời. Rồi bi cho em luôn 69.000 với 57kg. Hai chút mở bi 69. Bi cho em luôn 69.000 với 57kg đó mấy chị. Chút bi 69 dùm em. Rồi một em dây đen mấy chị. Còn một em dây đen nè. Chị nào lấy dây đen chút đi. Đen nha, đen này mang đẹp cái trời đúng á. Rồi dây đen này cho em luôn 50. Chút mở dây đen 50. Rồi dây đen cho em luôn 50. Chị nào lấy chốt nha. Mở dây đen 50. Rồi đỏ này cho em luôn 65.000. Mấy chị với 55kg vô rip bình thường ha. Mở đỏ 65. Đỏ cho em luôn 65.000 với 55kg. Chốt mở đỏ 65 nè. Đỏ 65.000. Rồi đem tiếp dùm em luôn mấy chị. Một cái set trắng. Set trắng một áo dây một quần đế cao dùm em luôn 35.000. Rồi set trắng này cho em luôn 35.000 với 55kg. Hai chút mở set trắng 35 nè. Set trắng cho em luôn 35. Set trắng 35. Rồi áo mệt vai này cho em luôn. Không phải, phải áo mệt vai đâu. Áo này đẹp lắm. Rồi áo bò kiểu này dùm em mấy chị ha. Áo và một cái gì đây nè. Rồi bò cho em luôn 50 mấy chị dưới 55kg nha. Bò 50 dưới 55kg. Anh lấy bò chút bò này. Bò 50 với 55kg. Anh lấy bò chút bò. Rồi trắng bô mai cho em luôn 45.000 với 57kg. Mấy chị chút trắng 45. Trắng 45.000 với 57kg. Hai chút mở trắng 45. Cái trắng 35 cho Tony. Dây đen 50 đang mang cho Lan Huỳnh. Lan Huỳnh khách quen. Mấy cái form áo body mà đẹp dã man lắm mấy chị ơi. Xuất sắc luôn á. Nó đẹp không? Rồi lên cho em luôn nha. Ai lấy đỏ đang mang chú đỏ cho đang mang giùm em luôn 65. Tony Dũng lên số giúp em chị ơi. Rồi ngũ hồng cho em luôn 70. Ngũ hồng cho em luôn 70 với 55kg nha. Chốt mã ngũ hồng 70. Ngũ hồng cho em luôn 70 với 55kg nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, một em set hồng. Set hồng này cho em luôn 70.000 với 55kg mấy chị. Set hồng 70 dưới 55kg nha, lấy set hồng giúp mã set hồng nha. Set hồng 70 với 55kg giúp mã set hồng. Set hồng đút dây 70. Tony Dung lên số giúp em chị ơi. Rồi set đen này cho em luôn mấy chị, set đen thể thao 85. Xế đen này cho em luôn 85.000 với 55kg nha mấy chị ha. Quần đế cao hai bên có túi nè. Rồi ghi lên đây dung vô. Rồi đen này cho em luôn mấy chị mã 85. Đen 85. Cái này bộ thể thao hai bên có túi nha mấy chị nha. Đen 85.000 với 55kg. Chốt mã đen 85. Rồi cái quần kaki nhung này cho em luôn 59.000 dễ thương lắm. Quần đen 59.000 với chị dưới 56kg. Quần đen 59.000 với 56kg. Có quần đen 59. Quần đen 59 dưới 56kg nha mấy chị nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị mã gối trắng 7.
hồng gì ta. Hồng bao nhiêu tiền đây chị ơi? Rồi ngố trắng giùm em luôn 70. Ngố trắng cho em luôn 70 với chị 57kg ha. Chốt mã ngố trắng 70. Ngố trắng cho em luôn 70. Xếp đen 800 hình như lê. Có cái đó gì nhỉ? Đen thể thao á. Bộ ông là bộ gì đấy chị Hà Vợ Ni Vợ ơi? Bộ rút hai bên đúng không? Cái này chú giùm em luôn là xếp 70 nè. Rồi ai lấy cái này thì chú giùm em mã xếp 70. Bộ xếp hot girl nè. Áo ba lỗ với quần rút dây. Rồi lên cho em luôn là xếp 70. Cái hồng quá trời hồng, miếng hồng gì luôn á. Rồi bộ này chú giùm em luôn ngố sọc 70. Ngố sọc cho em luôn 70 với 55kg nha. Mã ngố sọc 70 nè. Quần kaki đen. Quần kaki nhung 59 chị Thảo. Thảo Huỳnh nè. Rồi ngố sọc cho em luôn 70. Rồi khoác bò thun lạnh này còn cái mấy chị sale tâm 55. Khoác bò cho em luôn 55.000. Xích đen thể thao đúng không? Rồi lên cho em luôn khoác chị 55.000 với 60kg ha. Thun lạnh mặt nhà này mát. Rồi lên cho em luôn mã khoác 55 đi. Khoác 55.000 quá chị. Thun lạnh mặt nhà dễ chịu dưới 60kg. Rồi bộ lửng này cho em luôn mấy chị 240. Lửng tầng này cho em luôn 40 với 55kg ha. Chút mới lửng 40. Rồi lửng 40 dưới 55kg mới lửng 40. Rồi một em nỉ em xem mấy chị luôn 70 nè. Nỉ cho em luôn 70 mấy chị dưới 55kg nha. Chút nỉ 70. Rồi nỉ đen này cho em luôn 70 dưới 60kg mấy chị. Rồi nỉ đang cho em luôn 70. Còn đây nè. Rồi nu này cho em luôn 45.000 với 60kg ha. Chốt mã nu 45. Rồi nu cho em luôn 45.000 với chị với 60kg mã nu 45. Rồi xếp rút dây. Xếp rút dây 70. Xếp đùi á 70. Xếp rút dây đúng không? Áo đang mang phông bình thường nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, ngố xám 70. Ngố xám cho em luôn 70 với 55kg cho mấy chị không? Chốt ngố xám 70 giùm em luôn. Rồi ngố xám cho em luôn 70 mấy chị với 55kg. Rồi lên chốt giùm em luôn mã ngố xám 70 nè. Ôi là phát bò. Phát bò đây chị ơi, 55.000 với 60kg nha. Phát bò 55.000 với 60kg nè. Ngói 80 chị trăm tròn ok chị nè. Có quần có đùi chị ơi. Rồi cái này chốt cho em luôn đen 45. Đen cho em luôn 45.000 với 60kg ha. Chốt mã đen 45 nè. Cái gì ta, cái gì anh N. Khó bỏ chị Liên Hồng để lấy 55 cái sớm giùm em nha. N đen 70 là cái gì ta. Rồi khó đen này cho em luôn 69.000 với 55kg nè. Vô bình thường nha. Khó đen cho em luôn 69.000 với 55kg mấy chị. Chốt mã khó đen. Phía trước chữ này chữ theo cho em nha. Khoác đen 69 mấy chị với 55kg. Trời ơi, màu đen nó xấu nhất rách luôn á. Khoác đen 69 với 55kg. Rồi ok Huỳnh Như Lê. Rồi tiếp cho em mọi người ơi, một áo đen của tim à, một áo trắng của tim nè. Rồi trắng này cho em luôn 69.000 ha. Dưới 57kg cái này của tim nha. Phải sốt. Trắng 69 mấy chị với 57kg của tim phô bình thường. Hà Ni Võ lên số giúp em chị ơi. Mình sao giờ 9 giờ mà nó đem con số vậy trời. Có đen Thảo Như.
Rồi tiếp cho em luôn mọi người ơi. Rồi hồng này cho em luôn 50 với 55 kg nè. Hồng cho em luôn 50 với 55 kg. Anh lấy hồng chút hồng giùm em nha. Hồng 50 dưới 55 kg. Mã hồng 50. Hốt đen hết rồi chị ơi. Rồi áo này đẹp quá mọi người ơi. Rồi trắng cho em luôn 45.000 với 57 kg rồi. Mã trắng 45 nè. Trắng 45.000 với 57 kg mấy chị, chốt mã trắng 45. Chắc đúng đã luôn á. Trắng 45.000 với 57 kg nha. Hồng, hồng 50 cho chị Lan Phương. Rồi ai đi trắng 45, tôi trắng 45 giùm em ha. Rồi đen này cho em luôn 45, chị nào lấy đen, chú đen 45 nè. Áo này mang thoải mái đẹp lắm. Rồi áo đỏ đang mang số 5.000, chị nói đỏ chút đỏ giùm em nha. Cái này là body bình thường nha mấy chị nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, mã trắng 50. Trắng có cổ cho em luôn 50, chút giùm em ha. Là mã trắng 50 nha. Trắng 45 mấy chị Nguyễn Thảo ghé. Đen 45 chị Sương Nguyễn số giùm em, chị xinh đẹp ơi. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị ơi, trắng 50. Hồng em hết rồi. Rồi trắng có cổ này cho em luôn 50, anh trái trắng 50 nè. Quần kaki mặt nhà cho em luôn 35.000 mấy chị ơi. Sương Nguyễn lên số đấy chị ơi. Đường. Rồi quần cho em luôn 35.000 với 55kg quần kaki nha. Chốt quần 35. Quần này mặt nhà sướng. Quần 35.000 với 60kg mấy chị. Rồi tiếp tục một siêu phẩm này cho em luôn là một bộ ngố sơ mi xuất sắc luôn nha, 92. Rồi ngố này cho em luôn 92.000 mấy chị ơi, với 57kg nha. Ngố 92.000 với 57kg, chút mã ngố 92. Trời ơi mang hơi bị đẹp. Ngố 92 với 57kg, mã ngố 92. Rồi cái quần rinh này size 33. Quần rinh này size 33 là tầm 57-58 chứ nó lại mang vừa á. Áo trắng này 45 nó hết rồi chị ơi. Rồi quần này size 33 nha, là 60kg mang được á mấy chị. Em bám chị luôn 40. Quần 35 Thảo Như. Chốt đơn từ 2 cái em đi đơn nha mấy chị đẹp. Rồi quần size 33 60kg mang được chắc rinh á, em size 40. Rồi chốt mã quần rinh 40 là được rồi. Quần rinh 40 nha mấy chị đẹp. Trời ơi áo khoác này này đẹp quá trời nè. Rồi khoác cho em luôn 69 nha. Ơ luôn ớ mấy ông nội cho Seren với đại đen. Rồi khoác cho em luôn 60 với 55kg ha. Nói khoác có khoác 60. Mà cha nào cũng như cha nãy hay sao á. Như chiếc càng nó kiểu vậy á. Rồi tiếp giùm em luôn mọi người ơi. Mã bò. Bò cổ lọ này cho em luôn 50 nha. Rồi lấy bò 50, chút mã bò 50 giùm em nha. Bánh liêu xinh đẹp ơi. Bò 50 cho em Nhi. À lấy bò, chút bò cho em luôn 50. Khoái luôn. Cổ cao bò 50. Ai lấy bò chút bò giùm em mọi người ơi. Ngố xám. Rồi ngố xám này cho em luôn 92.000 với 57kg nha, chút mã ngố xám. Quần 40 với Thúy Vi trần gá là 40 nè. Rồi ngố xám cho em luôn 69. Ngố xám cho em luôn 92.000 mấy chị nha, dưới 57kg nha. Rồi thể thao này cho em luôn 35.000 với 55kg. Thể thao 35.000 dưới 55kg. Hãy lấy thể thao chút mã thể thao cho em nè. Khóa số 9 Thủy Lâm nè, ghé nè. Rồi lên cho em luôn quần thể thao 39.000. Quần thể thao cho em luôn 39.000 với 55kg, chút mã thể thao 39. Quần thể thao cho em luôn 39.000 với 55kg, chốt mã thể thao 39. Xuống lấy cho Nhi mấy chai sữa tắm đi. Rồi xích đen này cho em luôn mấy chị ơi, xích đen mã này cho em luôn. Xích đen nhanh tay luôn mấy chị, 90 đúng đẹp. Xích đen này cho em luôn 90 với 55kg nha. Xích đen 90 với 55kg. Đúng rồi. Lấy chai màu vàng vàng. Có cái hộp màu vàng vàng không? Không có hộp mà ngay cái dòng mới luôn, dòng nó toàn sữa tắm không á. Có cái hộp. Rồi ngố tọc này cho em luôn 70 với 57kg nha.
À đây ngó sọc trước giùm em luôn ạ, quả ngó sọc nè. Ngó sọc 70. Ngó xám. Ngó xám cho thương chibi ghé 92. Rồi ngó sọc cho em luôn 70. À đây ngó sọc trước giùm em luôn ạ, ngó sọc. Thể thao 39 Thanh Hằng lên số thì chị đẹp ơi. Thôi em nói thiệt mấy chị là thể thao chắc nó đã gì đâu á. Rồi cái mối vàng này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi mối vàng này cho em luôn 92.000 với 57kg nè. Có nhớ hộp vàng mà gì skin lady gì đó. Ở dưới giữa nghe kìa. Đúng rồi. Rồi lấy ngố vàng chút giùm em, mã ngố vàng. Ngố sọc 70 cho Hảo Như. Quần thể thao 39 luôn. Chị chưa chăm ghé luôn. Rồi ngố vàng này đẹp quá trời luôn á. Ngố vàng 92 luôn Lê Hiền. Xuống lấy như cái mặt nạ 24k mà trong cái hũ á, sát bên mặt nạ matcha á. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi ngố hồng cho em luôn 92.000 với 57kg chút mã ngố hồng. Nạ mắt cha gần đây nè. Nạ 24k mà nạ hũ á. Thấy không? Ừ. Thanh Hằng. Rồi lên cho em luôn ngố hồng 92. À lên ngố hồng chút giùm em luôn mã ngố hồng 92. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, ngố trắng 92 nè. À lấy ngố trắng chút giùm em luôn, ngố trắng 92.000 xuất sắc. Rồi ngố trắng 92. Đen 90 cho chị Trí Phạm lên số đi chị ơi. Đen 90 Trí Phạm. Ngố vàng hả? Ngố vàng giờ em hối rồi, em còn ngố hồng được không? Ngố hồng ngố trắng này chị đẹp. Rồi lên cho em luôn sữa tắm gel mấy chị, 45.000 một chai. Trời ơi chai to chai bá luôn mấy bà ơi. Rồi sữa tắm gel tri ăn cho mấy chị luôn 45.000 một chai. Sữa tắm gel cho em luôn 45.000 chai. Trời ơi sữa tắm xong trắng. Rồi lên một chai sữa tắm sông trắng này cho mấy chị luôn 55.000 một chai má ơi luôn. Rồi sữa tắm sông trắng giùm em 55.000 một chai ha. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt không, mấy chị chai này còn vài chai à. Sữa tắm sông trắng giùm em luôn 55.000. Rồi áo nu này em còn cái, hồi nãy chị đã chốt vô hết nè. Áo nu này em còn cái mấy chị, số 5.000 với 55kg nha. Ngố trắng 92 cho Ngọc Diễm lên số đi chị ơi. Cái gì Trí Phạm gì nè. Trí Phạm đang 90 nè, lên số đi chị. Rồi nu này cho em luôn mấy chị, số 5.000 với 55kg này, chút nu số 5 nè. Nu cho em luôn số 5.000, lấy nu chút nu ha. Rồi trắng cho em luôn 65, mà lấy trắng xuống trắng, rồi xuống sắc. Bích chiều gá nè. Ngọc Diễm ngố trắng với hai gì lên số đi chị. Rồi lấy trắng xuống trắng xuống 5. Áo này đúng viết luôn á mấy bà. Rồi trắng cho em luôn 65, mà lấy trắng xuống trắng. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Trí Phạm lên số giúp em chị ơi. Rồi lên cho em luôn là quần xanh xé cho mấy chị ha, sale 150 đi. Xanh xé cho mấy chị, em xem mấy chị luôn 150 đi, có cái à, hàng rinh cơ giảng lấy cao giùm em luôn. Rồi lên cho em luôn quần xé cho mấy chị 150, có cái. Quần xé cho em luôn 150. Ai nói quần xé, nói quần xé giùm em luôn. Trời ơi cái xé này đẹp quá mấy chị ơi, 101 nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, xé xám cho em luôn 101 với 55kg, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi một quần một chả áo vết giùm em mấy chị ơi, xé này 101. Dưới 55kg giùm em nha. Xếp 140 với 55kg nè. Đấy, xếp 140 với 161. Rồi bóp bằng gì cái ri kìa. Thấy màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu trắng không? Babylon mà có cái sọc ngang không? Đó, cái chồng cao đó. Thôi đó, đó luôn. Cao trên đó, đúng rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn với chị. Mã hồng 85.000, mã ngố dài nè. Xếp xám màu 140 với Thảo Như nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi, đẹp quá. Hồng cho em luôn mấy chị 85.000 đi. Mở hồng cho em luôn 85.000 đi mấy chị ơi, với 55kg nha. Trời ơi, quá xá đẹp. Hồng cho em luôn 85.000, cái này ngố dài. Mở hồng 85.
trắng 65 cho chị Huỳnh Huệ lên số đi chị đẹp ơi. Rồi lên cho em luôn gói xám 70. Gói xám cho em luôn 70 chứ 57 kg nha, chốt mã gói xám 70. Gói xám cho em luôn 70. Gói xám 70 mọi người ơi, gói xám 70, gói xám 70. Rồi cái này thái đùi mặt dài cho em luôn 65 nè. Đen cho em luôn 65.000 với 57 kg ha, chốt mã đen 65. Rồi đen cho em luôn 65.000 với 57 kg ha, chốt mã đen 65 nè. Thái đùi mặt nhà mấy chị cái này theo luôn. Rồi đen cho em luôn 65. Rồi em có hai dòng mặt nạ mấy chị, mặt một mặt nạ 24k và mặt nạ matcha trà xanh. Rồi nạ matcha trà xanh này cho em luôn nha mấy chị ơi, nhanh tay luôn 39.000 một hộp. Mặt nạ 24k này cho em luôn 29.000 một hộp, mấy chị chốt liền cho em luôn, xuất sắc mã mặt nạ này. Trời ơi xài hơi bị thích luôn á nha. Mặt nạ 24k mới giùm em mấy chị 39.000 một khẩu. Mặt nạ matcha giùm em luôn 39.000 một khẩu, tuyệt vời luôn. Ai lấy sữa tắm dê để dùng mã sữa tắm dê cho em nha, 45.000 chai. Sữa tắm dê cho em luôn 45.000. Rồi lên cho em luôn thái xanh 60. Rồi thái xanh cho em luôn 60 nha mấy chị ha, dưới 57 kg nha. Mã thái xanh 60. Rồi thái xanh cho em luôn 60 nè. Quần đang mang đấy cao giùm em luôn mấy chị, 75.000 có túi. Quần cho em luôn 75.000 ha. Quần đang mang cho em luôn 75.000. Nhìn mấy nước ba. Rồi quần đang mang cho em luôn 75.000, chị nào đó chốt hai bên có túi nha, dưới 55kg nha. Rồi lên mấy chị luôn set bộ sơ mi nè. Ôi, ôi trời ơi, chốt liền mã này mấy chị ơi. Đẹp giả mang luôn. 95.000 một set nha. Đẹp quá. Mặt nạ matcha chị Hà Kim này. Lấy cái giấy kia đâu ta? Mà đâu mấy cái lỗ đó. Rồi sữa tắm dê 45 nguyên cho tôi Tố Nguyên nè. Xuống lấy cho Nhi một cái sữa tắm coco vàng ở trong có cái hộp giấy. Rồi xếp xanh này cho em luôn mấy chị 95.000 Barbidol. Rồi ai lấy xếp xanh chút giùm em xếp xanh ha. Trời ơi cái này bữa nay ngố luôn mấy chị, bữa nay em về ngố cho mấy chị luôn. Ở dễ thương quá ha. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, xanh 95. Chỗ này nè. Đầu này luôn nè. Thấy cái hộp giấy không? Rồi ngố xanh này cho em luôn 95.000. Ôi dồi ôi đẹp quá. Ngố xanh này cho em luôn 95 nha. Lấy ngố xanh chút ngố xanh 95. Ngố xanh mã áo Barbidol nha mấy chị, hơi bị hết luôn. Rồi sữa tắm coco giùm em luôn mấy chị 55.000 một chai. Trời ơi thơm giả mang luôn nha. Sữa tắm coco giùm em luôn 55.000 một chai mấy chị, cực kỳ thơm. Thôi cái mùi mà chai sữa tắm này em bán quá trời bán luôn á. Sữa tắm coco giùm em mấy chị 55.000 một chai. Ai lấy sữa tắm bé kia có gì ơi. Rồi ai lấy cái chai này sữa tắm xong trắng thì chốt giùm em nè, vừa tắm thơm vừa được trắng da nữa nè, siêu mềm mịn da luôn á. Tố Quyên lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi ai lấy xong trắng thì chốt xong trắng giùm em nha. Mình ủ 15 phút thôi da mấy chị siêu mịn da luôn, mịn da mấy trắng lên tông luôn. Rồi ngó xanh em Ngọc Diễm nay có đơn này 95 nè. Ngó xanh Barbidol này dễ thương lắm mọi người ơi. Đặt hàng số điện thoại giùm em. Rồi Thảo Tố Vũ này ngó xanh 95 này lên số luôn chị đẹp. Rồi cái ngó này mấy chị không lấy em nói thiệt luôn á, mặt lên hơi bị xinh. Bầu bí môn trang được. Rồi ngó vàng cho em luôn 95, đẹp lắm chắc em nói mấy chị thôi rồi luôn á. Rồi ai lấy ngó vàng chút giùm em luôn ngó vàng nha. Đó, dạng Barbidol vậy nè. Chứ một cái quần ngố mấy chị có 95.000 à. Rồi lấy ngố vàng chút ngố vàng 95. Ngố vàng 95 giùm em nha. Lấy ngố vàng chút ngố vàng 95. Tố Quyên Thảo Vũ lên số điện thoại giúp em chị ơi. Tố Quyên có đơn rồi mà. Rồi ngố hồng cho em luôn 65.000 nè. Giận lên nha, giận đứng lên nha. Rồi lấy ngố hồng chút giùm em luôn ngố hồng 65. Ai lấy ngố hồng chút giùm em luôn mã ngố hồng 65, đúng dễ thương. Rồi qua nha, không chốt nữa qua liền. Thảo Vũ lên số điện thoại giúp em.
đặt hàng lên số giùm em đi mọi người ơi. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một siêu phẩm xịn mịn. Rồi nu này cho em luôn 65 nha mấy chị ha, đùi thái mặt nhà. Rồi nu này cho em luôn 65.000 chứ 60kg với mấy chị, cái này hàng theo nè. Đùi mặt nhà ha, ai lấy nu chút nu 65. Rồi nu cho em luôn 65.000, chị nào lấy nu chút nu 65 nè. Rồi khoác reo cho em luôn 69. Rồi mã khoác reo này cho em luôn 69.000 mấy chị ơi. Khoác reo cho em luôn 69.000 với 55kg nha. Thêm một bó hồng luôn cho Thảo Thơ Vũ. Bó xanh luôn cho Bảo Ngọc. Ghé. Đó em đang cột đó. Rồi cái này chút giùm em luôn khoác 69 mấy chị với 55kg nè. Khoác cho em luôn 69 với 55kg đó, khoác chốt khoác nha. Lại bóc bao nhiêu cái chai nước hoa cặp đó đi. Đó, cặp kìa. Rồi lên tiếp giùm em mọi người ơi, siêu phẩm luôn. Quần kaki mặt nhà 35.000. Quần cho em luôn 35.000 mấy chị ơi. Dưới 60kg giùm em hai chốt mã quần 35 nè. Rồi quần cho em luôn 35.000 với 60kg ha. Nu 65. Đây, thí vi trần này, ghé nè. Rồi quần cho em luôn 35.000. Trời ơi mấy chị ơi, nước hoa cặp Victoria giùm em luôn tri ân mấy chị nha. Chị ăn mấy chị luôn hai chai nước hoa này xịn mịn luôn, thơm dã man cả hai chai. Loại nước Victoria này em xem mấy chị luôn 65.000. Nước hoa 65.000 hai chai. Quá rẻ luôn. Quá 69 luôn cho chị Thảo Vũ. Đẹp ngon lắm, xịn mịn thơm dã man. Rồi nước hoa Victoria mấy chị một cặp hai chai nặng 65.000. Ai lấy nước hoa số 5 thì chốt giùm em nha, hàng Victoria mấy chị biết rồi. Hàng cực kỳ thơm, chai to chai nhỏ gì cũng quá tá rẻ luôn á. Rồi xích xanh này cho em luôn 99.000 với 60kg. Quần 35 Thảo Thu. Rồi lên cho em luôn xích xanh mấy chị 99.000 với 60kg ha. Đẹp lắm, xích sơ mi với quần á mấy chị. Xích xanh 99.000 với 60kg không mã xích xanh. Xuống lấy những cái quạt đi. Cái gì nữa ta? Xịt bếp, xịt vệ sinh, máy sấy. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị mã ngố đen 70. Ngố đen cho em luôn 70 với 55kg mấy chị, chốt mã ngố đen 70 cho em. Ôi dồi ôi, bộ ngố đen hơi bị đẹp luôn. Nước hoa số 5 là chị Sương Nguyễn, trời ơi nước hoa thơm dã man luôn á mấy chị. Hàng Victoria mấy chị biết rồi, chai có khi nó bán 200 mấy cái chai bự á. Rồi ngố đen cho em luôn 70 nha, dưới 55kg nha. Ngố đen 70. Ai lấy nước hoa Victoria nữa thì chốt mấy chị hai chai. Em sale 65.000 thôi. Rồi cái quạt cầm tay nè, quạt để bàn thì cũng được nè, quạt tiện lợi đó mấy chị, em xem mấy chị luôn ha. 38.000 cho nó hết luôn. Rồi quạt này cho em luôn 38.000 mấy chị ha. Tặng cho mấy chị luôn cái này. Rồi quạt giùm em luôn mấy chị, cầm cũng được, để đứng cũng được, 38.000. Ai nó quạt chút quạt giùm em luôn 38. Cái này còn cũng mấy cái nè. Bán luôn cho nó hết nè. Rồi quạt cho em luôn 38, mới lấy quạt chút quạt nha. Quạt 38.000. Rồi ngủ chị, ngủ bộ này còn bộ nha. Em bán cho chị luôn 35.000 nè. Rồi ngủ ha, quạt cho chị Bạch Tuyết nè. Lấy keo. Quạt nó cũng tiện lắm á. Rồi ngủ có mít ngực này cho em luôn 35.000 còn bộ nè. Ai lấy ngủ chút ngủ cho em luôn 35. Ngủ 35 để mấy tình yêu xinh đẹp ơi. Ngủ 35.000 ha, lấy ngủ chút ngủ cho em luôn. Ngủ 35. Rồi áo đen này cho em luôn mấy chị, quạt luôn cho chị Thí Lê nãy có đơn nè. Xuống lấy tay. Rồi đen cho em luôn áo đen mấy chị, áo đen về tay còn cái C35 luôn. Đen cho em luôn 35.000 với 55kg nha, mã đen 35. Rồi đen cho em luôn 35.000 với 55kg, chút mã đen 35. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mấy chị, một cái siêu phẩm gối dài 85 nè. Bạch Tiết lên số điện thoại giúp em đi ơi. Gối dài cho em luôn 85.000 với 55kg mấy chị, dễ thương lắm. Gối dài cho em luôn 85.000 với 55kg ha, chút mã gối dài. Gối dài 85. Gối dài 85 cho em luôn mấy chị đẹp.
Rồi set xanh này cho em luôn 70, tuyệt vời luôn. Set xanh hết gơ, ngủ 35 cho chị Dung thì ghé. Đâu rồi, đây. Rồi cái này siêu phẩm này cho em luôn mấy chị, set hết gơ nha 70. Lên cho em luôn mã set 70 rút hai bên. Set 70. Set 70 giùm em luôn, set 70. Dưới 55 kg nha. Rồi một em tịnh mệnh cho em luôn mấy chị, thể thao 39.000 với 55 kg. Ai lấy thể thao giúp mã thể thao với chị 39.000. Thể thao 39.000 với 55kg không mã thể thao. Xếp 70 hàm mi lên số đi bạn ơi. Rồi lên cho em luôn với chị chai xịt vệ sinh cực kỳ sạch, mi trà nước hoa luôn 65. Rồi lên cho em luôn với chị xịt vệ sinh tạo bột nha. Rồi em nói với chị hơi xài hơi bị mê. Xịt tới đâu với chị để 15 phút sủi bột lên lau nhẹ cho em luôn, xịt bong bóng. Thịt kiến cũng được luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, xịt bếp dầu mỡ hay là những cái gì mà vính víu lên là mấy chị xịt giùm em để 15 phút. Cái này là chai này em nói thật sự cho mấy chị, em như đang xài thứ sướng lắm mấy chị. Xịt để 10 phút xong xíu mấy chị lau nhẹ, em nói mấy chị siêu sạch luôn. Không bao giờ mà dầu mỡ nó bấy nhầy ra đâu mấy chị. Riêng à, riêng cái chai xịt ở bên em nè. Rồi xịt bếp là màu cam, còn xịt xanh là một xịt vệ sinh nha. Đó 65.000. Nước hoa 65 mấy chị Giang Dương lên số đi chị ơi. À lấy nước hoa Victoria nguyên một cặp nữa thì chốt giùm em nha. Em nói thiệt chứ với chị luôn á, hai chai Victoria nè, hai chai Victoria như thế này nha mấy chị. Thường á người ta sẽ bán 150 một cặp. Hôm nay em như xem mấy chị một cặp hai chai to như thế này, một chai là cũng 75ml, nhiều lắm mấy chị, xịt cả năm không hết á. Em xem mấy chị một set như thế này hai chai 75.000, à 65.000 thôi. Hà My lên số đi chị ơi. Cứ hai chai như thế này là 65.000. Hàng Victoria nước hoa mấy chị biết rồi, cực kỳ thơm á. Đó, ai lấy nước hoa thì chốt đi mấy chị, về xài thử đi. Victoria nó thơm dã man lắm. Rồi xích vàng này cho em luôn 70 mọi người ơi. Rồi cái này chốt giùm em để chị nhanh tay luôn nha, vàng. Rồi lên cho em luôn vàng, trời ơi nước hoa em nói thiệt chứ mấy chị là nó thơm thật sự luôn á, dã man lắm. Rồi xích vàng này cho em luôn 70, trời ơi mặt hơi bị lả lướt. Rồi lên cho em luôn mã vàng 70, dưới 57kg tuyệt vời luôn. Vàng 70, vàng 70. Giang Dương lên số đi chị ơi. Đặt hàng lên số giùm em luôn. Rồi một thể thao, một ngố đen. Một thể thao nè, một bộ ngố đen đúng không? Rồi ok này chị My Ngô này. Em nói thiệt mấy chị xài thử đi. Ở nhà em Nhi đang xài hai chai này luôn á. Cảm giác mình xịt lên mình lâu nhẹ nó rất chi là sướng. Xịt bé 65 mà chị Lệ Thanh ghé nè. Chốt đơn hai sản phẩm bất kỳ đi đơn giùm em nha. Rồi trắng 45.000 với 60kg mấy chị, chốt trắng 45. Trắng cho em luôn 45.000 với 60kg ha, chốt mã trắng 45. Trắng 45, trắng 45. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mấy chị ơi, bộ thể thao này sang xịn mịn luôn, dày dặn nữa 90. Rồi thể thao có sọc có bo giùm em nha, nguyên một bộ 90. Thể thao cho em luôn 90 với 55kg nè, chốt thể thao 90 nè. Thể thao xịt bếp luôn cho chị Thảo Thu nè, bóp chai nữa. Lấy chị luôn cái xích vớ gấu vớ da luôn. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, áo đen của Cao còn cái 50. Đen cho em luôn 50 với 55kg ha, chốt mã đen 50 nè. Rồi đen cho em luôn 50 với 55kg, chốt mã đen 50. Rồi lên tiếp siêu phẩm này cho em luôn mấy chị ơi, nước hoa 65 cho Cẩm Giang rồi bà ơi. Rồi lên em Nhi luôn cái này nè, xếp với da ha, mùa đông mùa lạnh này là ai cũng cần thiết hết ha. Rồi xịt bếp với chị Giang Dương luôn 65. Cẩm Giang lên số điện thoại giúp em chị ơi. Có đơn rồi mà. Rồi với da mấy chị 10 đôi 65.000. Bình thường mấy chị mua lẻ phải là 10.000 một đôi không? Hoặc 12.000 đúng không? Em Nhi bán nguyên set 10 đôi 65.000 để dành mấy chị mang ha. Rồi lên xếp với cho em đi mấy chị ơi, mình dưỡng da này dưỡng kem mà đi nắng cái kiểu này, giữ ấm này cũng được nữa. Rồi với da 10 đôi chỉ có 65.000 thôi đó mấy tình yêu xinh đẹp của em. Rồi Giang Dương ghé ghé sớm giùm em nha. Rồi lên mấy chị luôn một cái siêu phẩm dưỡng da mặt mấy chị. Cái này là mặt nạ vàng 24k. Em Nhi còn 5 hộp em chưa ăn cho mấy chị xài thử nha. Giá là 39.000 một hộp. Ôi dồi ôi, cái này mấy chị xài nó thích lắm luôn á. Này căng cơ da mặt, giữ ẩm cho da mặt cực kỳ tốt. Nạ 24k giùm em mấy chị nha.
Nạ 24k một khủ em đang sale 39 ngàn. Ai lấy nạ 39 không? Nạ 39 em còn ít lắm, không có nhiều mô. Rồi lên cho em luôn nạ 39 nha mấy chị đẹp ơi. Nạ 39 đắng được vậy. Nạ 39 đây, nạ chút nạ giùm em luôn 39 nha. Rồi sữa tắm Coco giùm em luôn mấy chị, thơm giả mang cái dòng sản phẩm này luôn. Sữa tắm Coco giùm em 55 ngàn một chai. Sữa tắm Coco 55 ngàn một chai. Ai lấy sữa tắm có sữa tắm. Em có hiện mấy chị xài nạ vàng thử đi. Không mê không lấy tiền luôn. Riêng cái em này còn mấy hũ, cái nào còn mấy hũ thì nó hết mẫu luôn, em xả nốt luôn cho nó hết mẫu luôn á, mình nhập hàng mới. Nạ nó xài hết lắm. Rồi ai lấy xếp với dao mấy chị nha, 10 đôi 65 nha. Xếp với da cho em luôn 10 đôi 65 ngàn. Ai lấy với da chút mã với da. Rồi đen cái dài này giùm em luôn mấy chị lê bầu nè. Rồi đen này cho em luôn 50 chứ 55 kg ha. Đen 50 chứ 55 kg, lấy đen chút đen 50 nè. Đen cho em luôn 50 chứ 55 kg, chút mã đen 50. Sữa tắm Coco thơm thiệt, nói chung mà như bán được cái chai sữa tắm này rất là nhiều luôn á. 10 chị nhận hàng là 10 chị khen mà. Nó thơm mùi nhẹ nhàng lắm. Không có dị ứng nha chị, mặt nạ 24k là không có dị ứng gì hết, nó rất là dịu nhẹ luôn. Rồi tiếp giùm em luôn vàng 45 ngàn với 60 kg nè. Vàng 45 ngàn với 60 kg, lấy vàng chút vàng giùm em. Ôi dồi ôi, vàng. Không bắt anh nghĩ vàng chải đi. Vàng chải, kem đánh răng, thông cống, thả bồn. Đen nè, đen 45 này cho chị Ni Võ này, nó có đơn nè. Đúng rồi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi nạ 24k cho chị Trần Phiếu, ok chị nha. Tiếp. Còn nước hoa chị, nước hoa cặp Victoria hả? Còn chị lấy thì chốt lẹ nhá. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mấy chị ơi. Ngố cam 92.000 với 57kg nè. Rồi ngố cam cho em luôn 92.000 với 57kg. Lấy ngố cam chút mã ngố cam. Lấy một chai nước hoa vít xuống đây luôn. Một cặp nước hoa vít đó. Rồi ngố sơ mi cam đi mấy chị, cam bò vậy đó. 92.000 với 57kg giùm em nha. Đây. Rồi nước hoa Victoria nguyên một cặp, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Nước hoa Victoria giùm em luôn một cặp hai cho em đang xem 65.000 thôi. Mà hàng Victoria em nói thiệt chị á là thơm nhẹ nhàng nè. Giữ mùi cũng rất là ok luôn, mà hàng hãng Victoria này xài rất là được. Nước hoa Victoria một cặp hai chai 65.000 thôi mấy chị. Ai lấy chốt ha. Rồi lên chú chị luôn bàn trả thăng tre. Trời ơi nhà nào không cần. Mà ngày nào em cũng bán được mấy chị à, chứ không phải ngày nào bán không chạy cái này hết á. Bà này nè, bán thì tuy lời không có nhiều. Lời đó, em có thiệt lời rất là ít luôn á. Mà bán thích lắm. Tại vì bán dục dục nó sướng. Rồi lên cho em luôn bàn trả thăng tre cho em luôn 5.000 một cây. Cái lông của nó cực kỳ mềm. Mấy chị xài rất là êm luôn. Bàn trả thăng tre cho em luôn 5.000 một cây. Mấy tình yêu xinh đẹp của em ơi. Xài thích lắm. Bền hết. Trần Phiếu lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi chị nào lấy bàn chải thăng tre chốt liền cho em nha. 5.000 một cây thôi mấy chị. Giá của nó này 32.000. Em Nhi bán chị bao nhiêu? 5.000. 5.000 một cây thôi. Lời ít xịt. Bán nguyên một hộp như thế này em chỉ lời được 15.000 trong đây thôi. Không nhiều đâu. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Kem mấy đằng soda ngũ cam 92 luôn Trần Phiếu. Nước hoa, nước hoa 65 luôn cho chị Thúy Lê. Mẹ có cho ta. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Kem mấy răng, trắng răng, thơm miệng. Em bút chân răng, chảy máu chân răng. Xài cái kem mấy răng soda để mới nói với chị một câu là tuyệt vời luôn. Rồi 100.000 ba tiết cho mấy chị nha. Kem mấy răng cho em luôn 100.000 ba tiết. Nào ứng thơm miệng này, em bút chân răng này, chảy máu chân răng này rất chi là ok luôn. 100.000 ba tiết nha. Ai lấy kem mấy răng thì chốt, ai lấy bàn chải thăng tre thì chốt với chị. 5.000 một cây, xài thích lắm. Trần Phiếu lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi năm bàn chải luôn cho Hà Diễm.
test ngố cam mà chị, ngố cam 92 nha. Ai lấy bạn trẻ thằng trai nữa không mấy chị ơi, Mingo. Mingo lên số giùm em đi chị ơi. Rồi Mingo 5 cây lên số giùm em luôn. Bạn trẻ này nhà nào cũng cần mà mấy chị. Mua về để dành. Thay đổi cái gì thì mình thay đổi. 5.000 cây. Bạn trẻ thằng trai nha, xài em thích lắm, thật sự luôn. Rồi một kem máy răng luôn 35 mấy chị Thí Lê. Ai lấy bạn trẻ thì mấy chị về xài thử đi. Em mới thiệt, mấy chị xài thử cái này mấy chị thích lắm. 10 bằng trả luôn cho kim tiền. Kim tiền này gái nha. Rồi 10 bằng trả này cho kim tiền gái. Trời ơi bằng trả thích lắm luôn. Bán cực thích. Rồi 5 bằng trả luôn cho Hà Diễm thôi bà ơi. Rồi lấy bằng trả nữa không có chị. 5.000 một cây. Mi Ngô lên số đi chị ơi. Chị còn múa sô mi cam không? Còn luôn rút sô mi bột cam. Đó nhìn thấy luôn này. Ông Dục có ri sơ mi ở đây này. Ở dưới đó kìa. Ờ đúng rồi. Ai lấy bảo giả thang trang chút thêm 5.000 cây nha. Kem đánh răng soda trắng răng thơm miệng em bút chân răng chảy máu chân răng. Con mình 4-5 tuổi xài vẫn được nha. Múa sơ mi đùi màu hồng á. Sơ mi đùi nào ta. Cách 95 đó là cái quần ngố nha em. Đợt này nó về quần ngố rồi cho. Chứ không có phải là quần đùi nữa đâu nha. À ba kem bánh răng kìa cho chị Thí Lê. Rồi ngố hồng này cho em luôn 92.000 mấy chị với 57kg nè. Rồi ngố hồng cho em luôn 92.000 với 57kg ha. Chút mã ngố hồng 92. Hồi nãy là 1 tiếng rồi giờ thêm 2 tiếng. Mi Ngô lên số đi chị ơi. Ngố hồng, ngố hồng 92.000. Ôi ngố cam mà đẹp quá. Ai lấy ngố cam chút giùm em luôn. Ngố cam 92.000 với 57kg chút mã ngố cam nè. Ngố cam cho em luôn 92.000 với 57kg ha. Ai lấy ngố cam chút ngố cam cho em. Rồi tiếp cho em luôn mã ngố nu. Rồi chị nào lấy ngố nu chút giùm em luôn, ngố nu 92 nha với 57kg nè. Ngố nu. Rồi, ngố cam chị trăm trần như có đơn rồi sao? Rồi lấy ngố nu chút giùm em luôn, ngố nu 92. Rồi tiếp tục cho em nhi được một cái ngố sắc nách với chị 88.000 thôi. Rồi. Lê lên lại số điện thoại giúp em chị. Có đơn rồi đó. Rồi lên cho em luôn mã ngố này. Rồi đợi xíu nha. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị, ngố hồng 88, ba kem bánh răng cho chị Thúy An Nguyễn Khách Quen. Kem bánh răng này con mình xài được luôn, con em 4 tuổi nó xài cái này luôn nè mấy chị nè. Lấy thêm tím nữa thôi. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị, ngố hồng 88.000, ngố hồng nhưng mà dạng sắc nách nha. Mang dễ chịu lắm. Ngố hồng sắc nách. Ngố trắng chín, ngố 92 có màu trắng không? Có luôn. Không sao. Rồi tiếp giùm em luôn. Đó. Cục có màu cam nữa không? Rồi có ngố trắng luôn đây. Rồi lấy ngố trắng chút giùm em nè. Ngố hồng 88 này chị Thảo Thu. Rồi lấy ngố trắng chút giùm em luôn. Ngố trắng 92 với 57kg nha. Đẹp quá. Ngố trắng cho em luôn 92.000 với 57kg. Chút ngố trắng 92 này bà ơi. Ngố trắng luôn nè. Dục 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 cái chị kia kia chị đi. Em đó đó đó. Rồi ngố hồng 95 đây. Đâu rồi ta. Đây hả. Ngố trắng tẩm giang lấy thì chốt nha. Này đúng không. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Ngố hồng 95. Ôi cái này là ngố nhưng mà áo là áo sơ mi Barbidol đẹp lắm. Rồi ngố hồng cho em luôn 95.000 mã này đúng quá thì ok nha Bảo Hoa Ngọc ơi. Rồi ngố hồng cho em luôn 95 mã này mặc lên yêu lắm. Ngố hồng 95. Hồng. Mẹ là tốt trước rồi. Bảo Ngọc lấy ngố hồng 95 là ok nha. Ngố trắng 92. Cẩm giang rồi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố trắng 92-25 nè. Ai lấy ngố trắng 95 chốt ngố trắng 95 giùm em.
Và em nói thiệt với chị là không đẹp, không da, không lấy tiền luôn á. Ngố trắng 95. Rồi, ngố vàng cho em luôn 95. Ngố hồng cho em luôn 95 nha, chị nào lấy chốt nha. Bỏ cái cam của chị tràn phiếu qua đây. Rồi chị nào vào sau lấy thêm bằng chải không á chị ơi, còn mày cay. Có nào trời. Này bà đâu có đặt cái đó đâu. Tầng phía 92. 92 buồn ngủ á. Làm gì có. Mặt nạ hay gì á. Đây người ta lấy mặt nạ với lại cái bộ ngố đó thôi, lộn rồi đó. Ngủ cay. Ngủ 92 này chị. Là cam 92 á. Bây giờ lấy cam bỏ ra xong lấy nu đúng không? Rồi hồng 95 luôn kìa. Cho Bảo Ngọc ghé. Rồi ai lấy bàn chải lan can lấy chốt mấy chị ơi. 5.000 một cây nha. Ai lấy thêm ủng hộ em luôn, cho nó hết cái thùng này khỏi bưng đi cắt. Còn mấy cây bàn chải lan can cho em luôn 5.000. Khổ thiệt chưa. Ngố hồng 95 luôn cho Yên Mio. Ôi ngố dễ thương lắm. Thiệt á. Còn màu màu vàng mà chưa cho con nè. Hơi lỡ rồi cho con luôn. Ai đặt thì đặt. Yên Mio lên số đi chị ơi. Dễ thương lắm. Rồi à lấy ngố vàng, chút ngố vàng 95 cho em. Thiệt sự mà nói là quá đẹp. Rồi ngố vàng cho em luôn đi mấy chị ơi. 95.000. Ngố vàng 95. Em mất cái chị cái chai này cho xe luôn em. Ủ trắng này là thấy ủ trắng mới lì đó. Rồi ai lấy chai xịt bếp này chốt giùm cho em Nhi nha. Hồng hoàng sao kỳ vậy chị. Xong coi được. Em thấy comment của chị. Rồi này chốt giùm em luôn mấy chị. Xịt bếp siêu sạch giùm em. Ông ơi xịt vệ sinh. Xịt nhà vệ sinh giùm em luôn. Ố vàng nè. Đó. Là xài bao ok mấy chị luôn. Xịt tạo bột nha 65.000. Ai lấy xịt vệ sinh, nước xịt vệ sinh cho em luôn 65 nha mấy chị ha. Rồi lên một cái siêu phẩm này cho mấy chị luôn. Cái này là ủ sữa trắng, kích trắng body cho em luôn mấy chị. Nguyên một chai to chà bá như thế này mấy chị tắm được hơn 10 lần. Bây giờ hiện tại em còn Nhi, em Nhi còn 5 chai. Em bỏ em bán sale mà này em bỏ mẫu cho mấy chị ha. Với giá bao nhiêu? 40.000. Rồi chai này là kích trắng body cho mấy chị ha. Tắm xong mấy chị bôi lên da, mấy chị ngâm cho em 10 phút em nói thiệt với mấy chị nha. Riêng cái mùi sữa này á thôi là mấy chị đủ mê nó rồi. Đó. Và ngâm 10 phút ủ 10 phút xong mấy chị ra cái da mấy chị siêu mềm mịn luôn. Em còn đúng 500 xe mấy chị luôn 40.000. Một chai này mấy chị tắm tầm được 10 lần á. Một tuần mấy chị tắm em 2 lần nha. Rồi ai lấy ủ trắng 40 cho ủ trắng 40 cho em nè. Ủ trắng 40 thì còn 4-5 chai thôi. Rồi cái này chú giùm em luôn là bột thông cống chứ mấy chị ha. Xài hơi bị hết luôn. Chị nào bị ngạt cống này, ngạt cầu này, ngạt nhà vệ sinh này, hoặc là ngạt ngay chỗ bàn, ngay chỗ rửa chén này, giặt giũ này. Đó, ngạt cống giùm em. Đổ cho nó sôi ụt 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 lên một tí mấy chị là tự động nó thông cống với mấy chị luôn. 45.000 một hũ. Cái này như là thần thánh vậy đó. Rồi lên cho em luôn ủ 45.000. Xịt vệ sinh cho chị Hà Diễm. Trời ơi cái này xịt em như đang xài. Thật sự là một câu là quá xuất sắc luôn. Em có xịt bếp và xịt vệ sinh nha. Chị nào lấy thì chốt. Chén là lấy bột thông cống này về để dành ở nhà. Khi nào cần thiết thì mấy chị xài. Không cần phải kêu người hút người ơi gì đâu. Không cần phải rối mấy chị. Đổ cho em một khúc là sôi sụt sụt lên tự thông. Rồi thông cống giùm em luôn 45.000 nha. Này xài thích lắm á. Sôi ụt lên nhìn rất là phê. Rồi cái này thả lòng mấy chị ơi. Cái này thả bùn cầu. Thả bùn cầu nè. Cái này là vi khuẩn. Chủ như vi khuẩn này sạch nè. Đó khử mùi cho mấy chị luôn ha. Trong một bịch này có 10 viên. Rồi lên cho em luôn là viên thả. Viên thả bùn cầu giùm em luôn 10 viên nha. 35.000. Viên thả bùn cầu giùm em luôn 10 viên 35.000. Đó. Thảo Huỳnh này có đơn không ta? Rồi 4 cây bằng chải luôn cho chị Thảo Huỳnh. Có đơn chưa lên số giùm em chị ơi. Rồi riêng củ trắng em thật sự với mấy chị á là em còn có 5 chai cho 5 chị thôi. Là em hết mẫu này luôn là em không còn bán nữa đâu. Một chai nữa chị tắm được cả 10 lần em sale có 40 à. Hả? Ủ trắng cho chị Hồng Hòa. Ủ trắng luôn cho chị Trần Phiếu. Mua về xài thử đi mấy chị, 40.000 không tới đâu đâu. Em như sale thật sự luôn mà chai rất là to nha. Chai này nó 1.000 ml rồi. Rồi ai lấy ủ thì chốt ủ cho em đi 40. Thơm mà da mấy chị siêu mịn luôn. Đã lắm. Rồi, hũ thông cống luôn cho Phạm Oanh như ghé đúng không?
Phạm Anh cái hay sao đúng không? 45 nè. Thông cống nó xài cũng thích, để nhà trước sau gì nhà ai cũng phải bị này bị kia mấy cái vấn đề đó hết á, để nhà khi nào cần thiết là mình đổ xuống liền. Rồi đang cho em một set vớ gấu với chị 10 đôi em nhiêu bán có 55.000 à. Rồi set vớ gấu với chị cái này mang về bata rồi này kia á. Rồi set vớ gấu giùm em luôn 10 đôi 65.000. Một hũ thông cống 45 chị Sương Nguyễn ghé luôn. Rồi ôi trời ơi. Rồi ai lấy set vớ gấu thì chốt nha. 10 đôi, 10 màu, 55.000. Về để dành, mấy chị mang đi làm, mấy chị mang đi chơi, mang đi về vào tay gì đó. Hay là mang ở nhà những da, những kem gì đó. Thảo Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Ai lấy viên Thảo Bồn Cầu thì chốt nha, 10 viên có 35.000 thôi. Bỏ vô cái nắp phía sau mà nó có cái ổ nước đó mấy chị. Bỏ một viên đó nó tự chảy ra, rồi mấy chị bấm nút là nó xả luôn, cực kỳ sạch bồn cầu. Khử viêm, khử khuẩn, rồi thơm nữa, khử mùi nữa. 10 viên có 35.000 à. Bỏ vô đó tiện lợi mấy chị. Nó tự nó tan ra, nó tự xả xuống thôi. Rồi cái này chốt giùm em luôn, ngố 85.000 với 55kg nè. Chốt mã ngố 85. Ngố cho em luôn 85.000 với 55kg mấy chị, hai mã ngố dài nha. Rồi chốt cho em luôn ngố 85.000 nè. Ai lấy ngố chốt ngố giùm em nè. Vô lấy em những cái chai thịt bưởi dưỡng tóc đi. Thịt bưởi gì? Với lại Hana còn không? Còn hai ba chai thì đem xuống đây luôn. Chai này 45. 65 nha. Không, xịt kia kìa. Lấy xịt xanh kia đi. Xịt xanh đi là sát bên. Rồi cái này chốt giùm em luôn, ngố hồng 92.000 với 57kg nè. À đây ngố hồng chú giùm em luôn, mã ngố hồng nha. Dễ thương cho vải lụa đẹp. Ngố hồng cho em luôn 92.000 với 57kg. Mã ngố hồng 92 đi. Ngố 95 là mẫu gì vậy em coi được không? Em coi không được hả? Để em coi thử. Rồi áo kem kiểu này cho em luôn mấy chị, siêu dễ thương. Rồi kem này cho em luôn 40 với 55kg nha. Kem 40 cái 55kg ha, để kem chút kem mấy tình yêu ơi. Kem 40 cái 55kg giùm em. Tắt tắt tắt. Chị nhận hàng rồi đẹp lắm nha em. Cảm ơn chị nha. Rồi quần bính này dễ thương lắm mấy chị, SML 3 size. Quần bính giùm em luôn SML 3 size nha mấy chị ha. Đấy cao dễ thương không. Trời, mặc áo ống này cũng đẹp nữa nè. Quần bính cho em luôn SML mấy chị ơi, 65.000. Quần bính cho em luôn SML 65.000. Rồi lên mấy chị luôn một chai xịt bưởi thật là yêu thương. Một chai xịt bưởi dưỡng tóc, kích thích mọc tóc, chống rụng tóc dùm em luôn. Thơm, xịn mịn, xài rất là ok cho mấy chị luôn, có 35.000 thôi. Rồi xịt bưởi cho em luôn 35.000 đi mấy chị ơi, em xem ai luôn nhá. Thơm này, cực kỳ là mùi thơm luôn, chống rụng tóc này, sơ rối này. Đó, phúng tóc con cho mấy chị luôn này. 35.000 một chai xịt bưởi. Thảo Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Chai này đơn giản thôi mà thật sự là rất chi là ok, khách xài mê lắm đó. Rồi ai vào sau mua cái bàn chải thang tre nữa không thì chốt nha, 5.000 một cây nha. Bàn chải 5.000. Quần bến xe lờ chị Lệ Quân. Này chị Linh Phương chị lấy gì vậy chị? Em ghi vô đi. Quần bến xe lờ là được. Chị Linh Phương chị lấy gì chị? Riêng cái chai xịt tóc bưởi xanh này mê lắm, kích thích mọc tóc, chống rụng tóc nha mấy chị ha, mà mùi rất là thơm. Đấy. Rồi ai lấy xịt bưởi, chút xịt bưởi nha. Bàn chải thân tre thì có 5.000 một cây, cái lông cực kỳ mềm, xài rất là êm. Hàng chuyên dùng luôn đúng không? Chưa. Ui. Rồi lên cho em luôn dung dịch Hana mấy chị, cái này còn 300 thôi. Dung dịch Hana giùm em luôn màu hồng mẫu mới mấy chị ha, 69.000 một chai. Đây, viêm nấm ngứa các kiểu này chốt liền mã này cho em luôn. Dung dịch 69 kèm số điện thoại chốt đơn. Dung dịch 69 kèm số điện thoại chốt đơn, em lấy 2 chai thôi. Sợ phải có với các em ơi. Rồi chị Linh Phương khách quen, 3 chai xịt bưởi. Rồi lên cho em luôn dung dịch Hana trị mắm, trị nấm, trị ngứa các kiểu luôn. Đó, độ pH này mềm dịu rồi ẩm. 65.000 dung dịch.
Còn đúng 3 chai, xịt bưởi Phạm Thi ghé luôn 35. Rồi xịt bưởi luôn cho Mi Ngô luôn 35. Hai chai nữa. Xịt bưởi xài thích lắm nha, em nói thiệt á. Ai mà xài rồi mới chị biết. Mùi thì cực kỳ là thơm rồi. Rồi ai lấy dung chị đem chốt, em còn đúng 3 chai trên tay em thôi là hết rồi đó, bán luôn mấy chị 69 ngàn. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mấy chị ơi, nước hoa cặp Victoria khi ăn 2 chai luôn cho mấy chị luôn 65 ngàn. Nước hoa 65 ngàn kèm số thỏ chút đơn thơm giả mang thơm. Nước hoa 65 ngàn kèm số thỏ chút đơn. Xỉu xỉu á. Nước hoa 65 ngàn kèm số thỏ chút đơn cho em, úi trời ơi luôn. Dung dịch 2 chai cho Thảo Thu. Rồi còn chai dung dịch hết luôn mấy chị ơi. Lên nó khoác chị lựa đủ đơn rồi chị muốn khoác gì đây. Rồi cái này tắm trắng xong trắng giùm em luôn mấy chị ơi. Sữa tắm xong trắng nha mấy chị nha, 55 ngàn một chai, thơm nồng nàn luôn. Sữa tắm xong trắng giùm em 55 ngàn một chai nha. Ai lấy sữa tắm 55 thì chốt sữa tắm 55 là ok. Sữa tắm 55 ngàn, ai lấy sữa tắm chốt sữa tắm cho em. Khoác hồ. Khoác gì ta, giờ lấy khoác gì ta. Chị lấy khoác bơm bơ không, lấy khoác thun hay không, khoác gì. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị ơi. Thể thao 39.000 với 55kg túi mã thể thao nha. Thể thao cho em luôn 39.000 với 55kg có sọc có túi có bò. Riêng cái quần thể thao này em có thể với mấy chị á. 100 khách nhận, 100 khách khen. Xịt bưởi Trần Phiếu. Lấy cho Nhi một cái chống nắng luôn đi. Thời này là xài phải xài chống nắng. Chống nắng xịt trắng xanh á. Rồi đúng. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, ngố hồng 60. Ngố hồng cho em luôn 60 với 55kg nha, chốt mã ngố hồng 60 giùm em nè. Ngố hồng 60 với 55kg mấy chị ơi. Chị lá khoác kiểu khoác thun hay khoác gì chị? Thun hay là bomber? Rồi khoác hồng này cho em luôn 69.000 với 55kg nha, chốt mã khoác hồng. Khoác sạch, cho chị khoác sạch đi. Rồi khoác hồng nha, vải siêu dày luôn. 69.000 với 55kg chốt mã khoác hồng. Rồi lên cho em luôn mã khoác sọc của hồng 60 Thảo Thu. Rồi lên cho em luôn khoác sọc với chị 69.000 đẹp giả mang. Khoác sọc cho em luôn 69.000 với 57kg nha, chốt mã khoác sọc. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chị một chai xịt chống nắng rất chi là cần thiết mấy chị luôn. Chai này em còn 4 chai thôi. Em xem mấy chị luôn. 45.000. 45.000 mã này. Vừa xịt trắng da, chống nắng cho mấy chị luôn nha. Và đặc biệt cái chai này á, vừa chống nắng mà vừa trắng da cho mấy chị luôn. Gọi là trắng da cấp tốc với mấy chị. Rồi 45.000 một chai xịt chống nắng. Ai lấy chai xịt chống nắng này chốt luôn cho em luôn. Xịt chống nắng. Quá hồng số mua hết rồi chị ơi. Rồi đen này cho em luôn mấy chị, nhanh tay luôn 69.000 có cổ nè. Đen này cho em luôn 69.000 với 55kg nha, chốt mở đen số 9 nè. Có hồng họ chân chân ghé thì số 9. Rồi mở đen có cổ giùm em luôn, trời ơi áo này đẹp lắm, đen số 9. Rồi mở xích đen VIP này cho em luôn mấy chị. Kem chống nắng có luôn. Rồi cái này chút giùm em luôn, xích đen quần rút hai bên giùm em nha. 70. Rồi cái này chút giùm em luôn, xích đen 70. Xích đen cho em luôn 70. Có hồng ngố hồng mà chị hết đâu còn nào đâu. Có hồng hết rồi. Rồi cái này chút giùm em luôn nè. Rồi lên cái này chú giùm em luôn, ngố hồng số 10 chị nào lấy chốt nè. Rồi ngố hồng số 10 được qua mẫu này cho em đi. Đó, ai lấy ngố hồng số 10 con gấu này thì chốt. Ngố hồng số 10 đi mấy chị ơi, ngố hồng số 10. Đây chống nắng này bà ơi, chống nắng 50. Chống nắng này cho em luôn 50, chú mã chống nắng 50 nha. Khóa sọc cho chị Thảo Huỳnh 69. Rồi chống nắng 50 chị nào lấy chốt. Trời ơi, mẫu này là xuất sắc rồi. Thảo Huỳnh lên số điện thoại với em luôn chị ơi. Rồi lên cho mấy chị luôn một kem ngó khoác lửng siêu phẩm. Rồi khoác lửng này cho em đi mấy chị ơi, đẹp lắm. Khoác lửng này hàng cô tông nha, không nhăn không xù không xệ giùm em ha. Rồi 75.000 hả mấy chị. Rồi chốt giùm em luôn là mã vàng 75 nè. Cái này vàng xanh xanh bơ bơ ấy.
Rồi vàng cho em luôn 75 ngàn với 55 kg nha. Chốt mã vàng 75. Ôi xồ ôi, vung lửng đẹp quá. Vàng 75, màu đậu, đầu 75. Có luôn chị, máy dũi tóc mini có luôn. Lấy một cái dũi tóc mini luôn. Rồi đậu, đậu cho em luôn ai 75 nha mấy chị ha. Màu đã đô 75 nè. Màu hồng cho em luôn 75. Chị nào lấy chốt nha, xúc tắc á. Ai lấy khoác này chốt liền luôn. Cái này lửng hàng cô tông, chắc bền lắm. Đậu nè, hồng này, đỏ đô này và màu vàng đang mang nha, 75 ngàn. À nếu khoác đang mang thì chốt với chị 75. Đây, dũi tóc mini đây chị ơi. Dũi tóc mini giùm em có cái hộp ở ngoài nữa nha, 55 ngàn à. Dũi tóc cho em luôn 55 ngàn, chị nào lấy chốt nha, có một cái hộp ở ngoài. Khi gửi hàng em sẽ bỏ cái hộp vô nha. Dũi tóc mini cho em luôn 55 ngàn. Anh nói dũi tóc giúp giùm em luôn, dũi tóc 55. Thảo Huỳnh lên số điện thoại giúp em chị ơi. Có đơn chưa nè? Ai đơn rồi? Đây vậy? Thảo Huỳnh đặt hàng lên số giùm em đi chị ơi. Vàng 75 cho Phạm Thanh Văn. Dũi tóc luôn cho Thảo Thu. Mũ lông hết trơn rồi bà ơi. Vàng 75 còn không ta? Vàng 75 luôn cho Trần Gia Vĩ. Đậu là chị Phạm Thanh Văn, chị lấy đậu với vàng là hai cái luôn hay sao chị? Rồi ai lấy mấy dũi mini nữa không mấy chị ơi, có 55 ngàn à. Ôi trời ơi, bán rẻ vậy á. Sao chị Phạm Thanh Văn là chị lấy hai cái hay sao? Màu vàng với màu đậu luôn đúng không? Đậu nè. Màu đang mang chút màu vàng đi chị, vàng vàng xanh xanh bơ bơ. Rồi lấy hồng chút giùm em luôn, hồng 85 nè. À lấy hồng chút hồng 85 á chị, với một cái màu màu đỏ đô nè. À lấy đỏ đô chút giùm em luôn, đỏ đô 85 nha. Rồi hồng cho em luôn 85. Rồi. Lấy xuống lấy hai cái máy. Một máy cho Linh Phương, một máy cho chị Thảo Thu. Thấy dũi á. 55 nghìn. Thế là cũng hết một ngày làm việc. Phạm Thanh Văn lấy số thì chị đẹp ơi, có đơn chưa? Có số rồi, dục qua hai cái. Thảo Huỳnh lấy số giúp em chị ơi. Không. Đúng rồi em. Rồi ai lấy dung dịch Hana đó không? Thật sự là em như còn đúng một chai luôn á. Ai lấy dung dịch Hana thì chốt nha, sợ thích. Dung dịch Hana cho em luôn 69 ngàn. Kia kìa, ngoài kia. Ra nhìn. Đúng cái thôi. Không như đem cục hả? Em lấy bộ ngố hồng quần sọc 60k hả? Ngố hồng quần sọc nằm ở 60k và nó là áo hồng mà quần sọc á thì phải 80 chứ. Này vàng cái này. Vàng cái thì uống mập nè. Linh Linh Phương máy rửa mặt là sao chị? Thế chị là chị lấy cái máy rửa mặt rồi xuống lấy chị cái máy rửa mặt luôn. Dục dục cái chị cục này trước em. Dục cái sọc đó ha. Đó, ừ. Qua đây. Thảo Huỳnh đặt hàng lên số giúp em chị ơi. Cái bộ áo hồng quần sọc dài là 85 ngàn chưa. Còn có sọc này chị nào. Vậy em xem xong. Máy rửa mặt á, dưới cuối cùng này. Ừ. Rồi lên cho em luôn ngố trắng với chị 60 còn bộ này. À lấy mối trắng, chú mối trắng à. Áo khoác có màu đen không hả? Có luôn. Đây máy rửa mặt này đúng không chị, thông dụng nhất. Máy rửa mặt này đúng không? Máy rửa mặt này cho em luôn 65 ngàn massage. Siêu sạch da luôn. Bỏ cái sữa rửa mặt lên đây, rung rung e e. Rồi sữa rửa mặt cho em quay. Máy rửa mặt 65 ngàn, chị nào lấy chốt ha. Cái này thông dụng mấy chị, nói chung vừa túi tiền mà xài cũng rất là ok.
Đây, khoác đen chị nào hỏi đâu? Khoác đen chị nào hỏi đâu mấy chị ơi, có hai chiếc khoác đen nha, 85.000. Ai lấy khoác đen xuống giùm em luôn, mã khoác đen 85. Cái này á sạc pin luôn chị. Cái này là nó có sạc pin luôn, có cái dây sạc pin là như sạc Samsung Apple vậy đó. Ở trong đây nó có một cái dây sạc cho chị nữa. Đó. Máy rửa mặt đi xài hơi bị thích. Rồi lấy mặt một máy luôn cho chị Thảo Thu, một máy nha Linh Phương. Rồi khoác đen là 65 luôn chị bé Trâm. Đó, sạc cũng như điện thoại của mình vậy đó. Rồi khoác bò này còn cái 85. Alo, khoác bò chút giùm em luôn, mở khoác bò 85. Dạ. Alo. Vậy khỏi chốt bộ ngũ hồng nha shop. Chị lấy bộ khác đi được không? Rồi lấy bò 85, chút bò 85 nha. Cái này khoác lửng giùm em nhé. Bò 85. Bò. Alo, khoác bò chút, khoác bò. Bò đi mấy chị ơi. Có loại nào giảm cân không Nhi? Có luôn. Bây giờ một là bên em có một cái loại là uống trực tiếp cho người. Hai á là xài massage gừng tan mỡ. Thì mấy chị biết rồi, massage gừng ở ngoài chắc chắn một điều á là mấy chị phải tập thể dục kết hợp, phải ăn kiêng đồ này kia nữa đúng không? Với lại gọi là sao ta? Ôi dồi ôi, đang like. Đâu? Nghe vậy? Chờ xíu nha. Chờ xíu gọi lại đi. Chờ xíu gọi lại, đang like mà. Rồi, tiếp mấy chị ơi. Với lại có một cái á mà nó uống vô người mình á, thì loại đó nói chung là cao cấp thiệt mấy chị, đắt tiền thiệt, nhưng mà thiệt sự là em Nhi vẫn còn đang uống luôn. Em theo được 1 năm rồi. Chắc tầm 1 năm á. Mà cái đó thì giá hơi cao, nguyên một bộ của nó là ba món. 3 món nha mấy chị ha. Nguyên một bộ của nó là 2.6 triệu 3 món mà 100% là giảm cân luôn. Hay lắm. Nên là chị nào mà thật sự là có nhỏ ý gì đó thì nhắn tin em gửi hình cho xem. Đó. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi. Mấy chị ngày mai giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn giùm em nha. Bye bye mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon. Cái gì? Để đây hay là bật có đơn rồi ta? Hả? Người không có. Hả? Đâu có đâu. Để ra đây coi. Mai coi. Em nghĩ nha mấy chị bấm cái gì ta? Gọi cái gì ta? Thôi nói thực tế tại vì bấm theo dõi nha mấy chị, bấm theo dõi phân bay giùm em nha. Tự nhiên tới giờ là quýu đầu hết. Em nghĩ nha.